Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Tác phẩm được mệnh danh Thanh Minh Thiên Hà Đồ của thể loại Tân Giang Hồ. Kiếm Hiệp Quyền 13 chương năm Nộ Thương Sơn Hưng Binh Tuyết Hận, Hồi 1 Ngày 1 tháng 7 năm Cảnh Thái thứ 33, dân gian truyền tục quỷ môn đã mở cửa. Bất cứ ai di chuyển dưới tầm mắt sẽ bị giết, bất cứ ai nói bị nghe thấy chảm không tha. Bính ngọ tháng 3 năm cảnh thái thứ 14, ma vương nộ thương hạ lệnh tàn sát dân trong thành. Năm ấy tặc tiến vào Bá Châu, hai bên chiến đấu kịch liệt nửa năm, mắt thấy bên ta tử thương thảm trọng, quân mã triều đình ngoan cố chống lại không ngừng. Tần Bá Tiên cuối cùng cũng ra huyết lệnh tàn sát dân trong thành. Tin tức truyền ra, quân tiếp viện Lâm Châu đều sợ hãi, không ai dám xông tới trợ giúp Bá Châu. Cuối tháng 3, tặc hãm đại thành, điển xử Lý Duyên chết trận, phó tổng binh mã bảo, trương ủy tự sát, tù binh khắp thành bất kể quân dân già yếu, bị áp tải đến quảng trường thành Nam, ngẩng cổ chờ chém. Lệnh tàn sát dân trong thành đã được thực hiện, bá vương nhập thành, nhắm thẳng đến điểm tương đài. Phàm mắt ma chứng kiến giết hết, phàm tai ma nghe thấy giết hết, tù binh trong thành run sợ trong lòng, nhưng không ai dám phát ra âm thanh, ngay cả trẻ con cũng bị người lớn bịt miệng, sợ nếu chỉ phát ra nửa tiếng vang, chắc chắn bị phản tặc loạn đao chém chết. Mười vạn quân dân quỳ xuống đất bất động, run rẩy, cả tòa thành trì tựa như quỷ vực. Xe của ma vương vừa dừng lại, tần bá tiên bước lên đài cao, kiếm đao bên cạnh quảng trường dơ lên đáp lại, chúng bá tánh trong lòng minh bạch, khoảnh khắc bước chân của ma vương dừng lại, quỷ môn quan sắp mở ra nơi đây sẽ sớm trở thành một lò mổ địa ngục đẫm máu đang là chính họ tiếng bước chân dừng lại ma vương cuối cùng cũng đi lên đài cao hắn quay lưng về phía mọi người chậm rãi ngồi xuống quân lệnh đã ra tứ mã nan truy phụ nữ và trẻ em rưng rưng nước mắt nhắm chặt hai mắt chỉ chờ đợi khoảnh khắc con đao lạnh cắt xuống cổ cuối cùng có thể giải thoát nỗi sợ hãi tràn đầy trong lòng mọi thanh âm đều im lặng tần bá tiên vẫn im lặng từ xa nhìn lại, thân hình mặc khôi giáp giống như thần ma. Một nén hương đã qua, tù binh đã phun ra cả phân và nước tiểu, ma thần vẫn chưa quay đầu. Một chén trà nhỏ hết, bá tánh hai mặt nhìn nhau, bá vương như cũ bất động như núi, hãy còn chưa ngoái đầu nhìn lại. Một canh giờ sau cửa thành mở ra, mọi nơi vang lên tiếng bước chân hốt hoảng, tần bá tiên vẫn là đưa lưng về phía mọi người, chưa từng xoay người quay đầu mộ chiếu Tây Sơn, ánh nắng chiều đầy trời, tần bá tiên rốt cuộc chậm rãi đứng dậy, quay người lại nhìn quảng trường thành nam yên tĩnh. Giữa sân không có một bóng người, ngoại trừ bóng đen của chính mình trải dài dưới ánh mặt trời lặn, không thấy một bóng người. Bá tánh đi rồi. Trước khi vào thành, đường sĩ khiêm đã được lệnh bí mật mở cổng thành, để cho mười vạn quân dân thong dong thoát đi, chưa quân không được cản lại hắn từ đầu tới cuối đều quay đầu lại nhìn không liếc mắt một cái hắn không được tiếng động của bất cứ ai cũng không nghe được một câu tiếng khóc hắn cũng không có trái với quân lệnh tàn sát dân trong thành của chính mình hùng ác dọa người lệnh tàn sát dân trong thành khiến viện quân triều đình kinh sợ làm suy sụp tinh thần của quân địch khiến hoàng đế tử cấm thành sợ hãi nhưng cuối cùng hóa ra chỉ là lời nói dối hắn rốt cuộc không hạ thủ được đó là lần duy nhất trong cuộc đời võ đức hầu tàn sát dân trong thành trận bá châu đã tạo nên danh tiếng về lòng nhân từ và chính nghĩa lại cũng chú định kết cục của tần bá tiên tống công mại che tập hồ sơ lại khẽ thở dài tần bá tiên không thích giết người hắn là nho tướng không phải đạo phỉ chính hắn trung quân ái quốc nhưng lại bị đám đông hãm hại chính hắn trước sau không quên khó khăn của bá tánh sẵn sàng chờ con đường sống cùng triều đình hòa giải. Một nhân vật như vậy có thể được coi là một phản tặc chính trực và biết giữ lời hứa. Nhưng người chính trực và biết giữ lời hứa, thường thường dễ dàng thảm bại, tần bá tiên bị ám toán, bị một đám cao thủ bao vây ở thần quỷ đình, sau đó bị lột ra xẻ thịt, trở thành cô hồn không chủ tha hương dưới đại thủ. Tần bá tiên khôn khéo cơ trí, không ai hiểu hắn vì sao phải đồng ý chiêu an, ngoại trừ sự chế nhạo của gian thần truyền lưu thế gian chỉ còn sự thở dài tần bá tiên chết không rõ ràng sai lầm sẽ không lặp lại lần thứ hai tần bá tiên không thích giết người nhưng tần trọng hải thì sao vị này cũng là mạnh tướng xuất thân triều đình hắn giết người có khách khí nương tay giống cha hắn không tống tước ra tống công mại ngẩng đầu lên nhìn người nói người nọ có khuôn mặt hình chữ nhật Thái Dương có lông mày hình kiếm, thân xuyên trọng giáp, chính là trạng nguyên thi đậu năm kỳ tỷ, trường châu chi châu Lưu vân. Nhìn vị đồng hương Tuấn Mi tinh mục này, Tống Công Mại bỗng nhiên cảm thấy tâm an. Triều đình bao năm qua đã tuyển dụng không ít nhân vật chính phái, mà Lưu Vân này cũng là một trong số đó. Có những người có chi sĩ như này vào triều làm quan, việc triều chính có lẽ cũng sẽ có chuyển biến khác. Tuấn Mi Tinh Mục chỉ khuôn mặt rất thanh tú, đẹp trai. Lưu Vân cúi đầu chắp tay nói, tăng nhân thiếu lâm tự đã tới. Tống công mại khẽ gật đầu, đứng dậy bước ra ngoài quân doanh. Đầy trời gió cát thổi quét không ngừng, rèm doanh trại vén lên, một hồng giáp lão tướng bước ra, người này chiều cao mười thước, bước ra khỏi doanh trại còn phải cúi đầu gập eo, đúng là tống thần đao sơn đông uy vũ hơn người. Bên cạnh hắn có một tham mưu, chính là Lưu Vân. Tiếng còi vang xa xa, danh tướng tụ tập ngoài soái trướng, nhìn một người mặc áo giáp đen mỏng ngắn tay, trên môi nhếch mép cười lạnh, không cần phải nói, tất nhiên là hoài tây cao thiên tướng âm hiểm nhiều gian trá, phía sau lại có đại nam tử béo nhìn trời với đôi mắt lạnh lùng, chính là lĩnh nam triệu tỉnh sư, niên thiếu khí thịnh. Đứng nơi xa là ba hoàng giáp lão tướng, cầm đầu là tổng binh liêu đông tả tòng nghĩa, hai người còn lại là tiên phong sử hoàng ứng và đô chỉ huy sứ kiến châu thạch bằng mỗi người dẫn 10 phó tướng, một đường từ Liêu Đông xuất phát, giờ phút này đã đóng quân dưới chân Thiếu Thất Sơn. Vào giữa mùa đông năm ngoái, cuộc chính biến của Lưu Kính thất bại, khiến kinh thành đại loạn. Sau đó, Tần Trọng Hải bị bắt bỏ tù, một thân tàn phế lưu vong giang hồ. Nhìn lại giữa hè hôm nay, du kích tướng quân chịu khổ rời kinh khi đó đã đông sơn tái khởi, đầu tiên là châm khói báo động, triệu tập bộ hạ cũ, sau đó gây thiệt hại nặng nề cho quân mã Giang Hệ, thu nạp phản quân Tây Phiên. Giờ phút này nhân gian sắp đại loạn, xã Tắc Giang Sơn càng là nguy ở sớm tối. Thiếu lâm tự tọa lạc tại Hà Nam, chỉ cách kinh thành vài trăm dặm, thổ phỉ nộ thương đã nhiều ngày xé chẵn ra lẻ, một đường vượt núi và tiến về Hà Đông theo sông vào Trung Châu. Triều đình để đảm bảo an bình cho Bắc Kinh, đặc biệt điều quân mã gấp rút tiếp viện, khởi binh 10 vạn, quân phân 6 tuyến, trong đó có bốn tuyến chấn giữ tứ phía tung sơn, một đường kiềm chế quân mã nộ thương dọc theo đường đi, một đường chờ thời cơ hành quân về phía tây đến xảo huyệt cũ tại thiên thủy. Lúc này quân chủ lực của Đại Trinh Bắc và Tống Công Mại đã dầm trời dưới chân núi. Chỉ chờ giặc cỏ đến. Trung Nguyên 20 năm chưa khởi chiến hỏa, trận chiến này gần với Bắc Kinh nên đương nhiên có tầm quan trọng rất lớn liệu thiên hạ bá tánh có thể an cư lạc nghiệp hay lại lần nữa trôi giạt khắp nơi hậu chiến sẽ rõ gió thổi mạnh cờ tung bay khắp núi đại quân trải rộng khắp nơi rất nhiều tăng nhân đi qua doanh trại đi đến trước soái doanh một tăng nhân cầm đầu chắp tay cúi lại nói linh âm dẫn các sư huynh đệ tham kiến tống tước gia tăng nhân nói gương mặt hiền từ đúng là linh âm đại sư được xưng là từ bi kim cương bên người mấy người đi theo trong đó một người dáng người to béo, đúng là Linh chân Tống công mại khẽ gật đầu, hắn nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của Dương Túc Quan. Lúc này, trận chiến sắp bắt đầu nhưng lại không thấy bóng dáng của Dương Túc Quan, Tống công mại có chút khó hiểu, cao mày hỏi, đại sư, Dương Lang Trung đâu? Linh âm cúi đầu đáp, Dương Sư Đệ lúc này còn đang ở Đạt Ma Viện, cùng Thiên Tuyệt Sư thúc thương lượng đại sự. Chỉ vì sư đệ không tiện tự mình xuống núi, lão tăng ở đây dẫn đường, lát nữa tiếp dẫn anh hùng nộ thương lên núi lễ Phật, mong tước ra hỗ trợ. Tống công mại khẽ kêu một tiếng, không dự đoán được Dương Túc Quan không thể xuống núi chỉ huy. Hắn chưa nói tiếp, An Đạo Kinh ở phía sau đã kêu gào lên, hoang đường. Buồn cười, miệng đầy những lời vô nghĩa. Tần Trọng Hải và Đạo Tặc giả hoạt như vậy, sao có thể không duyên cớ lên núi cùng các ngươi đám hòa thượng ngu xuẩn các ngươi chớ có mơ mộng nghe an đạo kinh lớn tiếng của trách đám người linh âm sắc mặt khó coi linh chân lại không sợ hắn lập tức phẫn nộ quát đồ khốn nạn trên tay phật gia bắt được tiềm long muốn bọn họ hướng đông bọn họ ai dám hướng tây an đạo kinh mắng được ngươi muốn bọn họ đi tìm chết bọn họ có đi hay là không hai người mắng nhau lập tức biến thành cãi vã lư vân đứng bên cạnh nghe lúc này vô luận ai đúng ai sai đều không nên tranh chấp la hét ầm ĩ như thế nhìn cảnh tượng hỗn loạn như vậy muốn đánh tiếp trận này như thế nào lư vân biết rõ binh pháp tự biết dụng binh nhất kỵ nội đấu hắn thở dài quay về phía tả tòng nghĩa hy vọng hắn sẽ ra mặt hòa giải tả tòng nghĩa là tổng binh là quân chức tối cao nhất ở liễu môn vừa thấy sắc mặt lư vân nhất thời hiểu ý tiến lên liền nói an thống lĩnh nói có lý các vị đại sư cũng có đạo lý nhưng suy cho cùng cũng là đánh giặc không phải giang hồ chém giết hành động một mình luôn là không tốt chúng ta trước tiên ngồi xuống tính toán thật kỹ lại đã linh chân vẫn kiêu ngạo lạnh lùng nói tính toán cái rắm bắt được tiềm long thế là đủ rồi bọn họ chẳng lẽ dám không nghe lời sao vừa nói xong lập tức vang lên tiếng mắng trước xoái trướng, mọi người chỉ tay hét to, trách móc nhau, không ai có thể đàn áp được ai. Tả Tổng Nghĩa không để ý hòa thượng điên, quay sang từ bi kim cương, khuyên nhủ, đại sư, giờ phút này quý tự có con tim trong tay, theo lý nộ thương sơn sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng, nhưng tính mạng của người này quan trọng như thế nào, rốt cuộc cũng chỉ có một người, không bao giờ có thể so với rất nhiều nhân mã hảo thủ của sơn trải hắn dừng một chút, chắp tay nói, đại sư, tần tướng quân trước kia là đại tướng liễu môn chúng ta, chúng ta biết rõ nhất tính tình của hắn, người này tuyệt không phải thiện nam tín nữ. Đại sư nếu muốn thủ lĩnh nộ thương sơn lên núi, định cần bàn bạc kỹ hơn. Lời này của tà Tòng Nghĩa tuy không dễ nghe, nhưng đúng tình hình thực tế. Đám người tần trọng hải tuy đến vì tiềm long, lại không phải là những người thiện nam tín nữ dễ bị quản chế trong mọi việc nếu họ dễ dàng lên núi, nếu trong chùa có phục kích thì làm sao có thể thoát thân? Chẳng lẽ lại để bị bắt giữ, vào đại lao cùng tiềm long sao? Lão tướng Liễu Môn biết rõ tính tình của Tần Trọng Hải, tuy vô tình khiến linh âm khó xử, nhưng biết đồng môn cũ có dũng có mưu, tuyệt không phải hạng người dễ đối phó, giờ phút này mới đưa ra lời khuyên. Không ngờ lại trọ cho Linh chân chửi bậy lung tung, thật khiến người xấu hổ nhìn thấy Tống Công Mại, Lưu Vân, Tả Tòng Nghĩa đều đang nhìn mình. Linh âm rũ mi rũ mắt, chắp tay nói, chư vị thí chủ chớ có lo lắng. Chúng ta mời anh hùng nộ thương là vì thiên hạ bá tánh thỉnh mạnh. Chân thành sở đến, sắt đá cũng mòn. Phật tổ trời cao phù hộ, tần tướng quân chắc chắn đồng ý lên núi. Nghe được lời này chúng tường đều bật cười, tả tòng nghĩa sững sờ không nói nên lời. Lưu Vân thất vọng không nói gì. Cao Thiên Uy cười đến đau bụng, thở hồn hển nói, Đại sư A à, Đại sư, thổ phỉ nộ thương kiệt ngạo khó thuần, hành sự bất hảo. Ánh mắt các ngươi ấu chỉ như vậy, chỉ là lãng phí mạng sống của mình thôi, đừng liên lụy đến tứ đại gia tộc chúng ta. Linh chân sờ tay vào ngực, lấy ra một thứ gì đó, ném mạnh về phía Cao Thiên Uy, giận dữ nói, đồ lùn. Mở to mắt chó của ngươi ra, nhìn xem trên tay Phật ra là thứ gì. Cao Thiên Uy tuy không quá cao lớn, nhưng hắn ghét nhất trong đời bị người ta trêu chọc thân hình, trong mắt phun ra lửa giận, phi một tiếng, chộp lấy đồ vật kia trong tay, trợn mắt vừa thấy, lại là ấn tính đại trinh Bắc Đô Đốc. Thấy Dương Túc quan giao hạ tín vật, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh, không còn tranh chấp nữa. Lúc này, Đại Trinh Bắc Dương Túc Quan đang chờ ở Đạt Ma Viện để sắp xếp một cuộc gặp giữa thủ lĩnh hai bên Thiếu Lâm và Nội Thương, không thể tự mình xuống núi chỉ huy, lúc này mới yêu cầu Tống Công Mại ra mặt điều khiển đại quân, nếu đám người Tống Công Mại khăng khăng không nghe quân lệnh, tổng xoái tất thi hành quân pháp. Mọi người trước trướng, liều trại quân doanh, đều biết rất rõ, ưu tiên duy nhất hôm nay là dẫn thủ lĩnh Nộ Thương Sơn lên núi, việc nghịch phỉ có vui mừng nghe giảng Phật Pháp hay không, nguyện hòa đàm cũng đại thần triều đình hay không, đó là việc của Thiên Tuyệt Tăng và Dương Túc Quan dù mình nhàm chán đến đâu cũng không cần phải bơi trong vũng bùn này. Tống công mại hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, được, nếu đại sư đã có an bài, chúng ta cũng không cần phải nhiều lời nữa. Linh âm chắp tay nói, đa tạ tước ra. Dương sư đệ phân phó, mời tất cả quan thần trong triều lên núi tham gia từ bi Phật Pháp. Mọi người chưa trả lời, An Đạo Kinh đã khịt mũi, thấp giọng chửi rủa, muốn cảm hóa cả chúng ta sao? thiên tuyệt đúng là già đến điên rồi. An Đạo Kinh tuy nói nhỏ nhưng Linh chân vẫn nghe thấy, đôi mắt to như chuông đồng của hắn nhìn chằm chằm, trong mũi phun ra hòa khí, cả giận nói, hắc. Miệng ngươi chẳng có chút gì sạch sẽ. An Đạo Kinh quay đầu đi, coi như không biết, cũng không dám nói gì hơn. Tình thế tuy rằng khẩn trương nhưng các bên trong chiều vẫn không thể đồng lòng, nhìn thấy An Đạo Kinh dở trò, Cao Thiên Uy âm hiểm cười lạnh, ý đồ của hắn thuần túy là muốn phá rối tình hình, trong chốc lát ra trận giết địch, tất là cản trở nhiều hơn là giúp đỡ. Lại nhìn tống công mại tuổi cao già nua, trúc khang trẻ con ấu trĩ, triệu nhâm dũng tuổi trẻ khí thịnh, ba người này dù cho có tâm tác chiến, cũng không làm nên chuyện gì. Những người trong liễu môn trung trực nhất, chiến xuất binh nhiều nhất, theo lý hẳn là quân mã nòng cốt, thắng bại mấu chốt. Nào biết lão tướng lòng tràn đầy tịch liêu, không thấy nửa phần dũng cảm chịu chết quyết trí. Đầu tiên thấy Lưu Vân chán nản, mọi việc không tỏ ý kiến sau là tả tòng nghĩa đi tới đi lui, lông mày cau lại. Mọi người ánh mắt ảm đạm, cũng không một người thương thảo quân tình. Cũng trách không được bọn họ, ai bảo Tần Trọng Hải là người cũ liễu môn, làm sao bọn họ có thể lòng tràn đầy nhiệt huyết, nhất niệm giết địch lập công. Cục diện sụp đổ, gần như chia năm xẻ bảy, chỉ sợ một trận không cần đấu võ, thắng bại liền đã định rồi. Quyền 13 chương 5 nộ thương sơn hưng binh tiết hận, hồi 2. Trong lúc phiền muộn, chợt nghe thấy tiếng tù và vang lên phía ngoài doanh trải, tiếng hô của gián điệp từ xa đến gần, thoáng chốc đã như thủy triều truyền đến. Thổ phỉ nộ thương sơn đã đến trước trận mười dặm. Chúng tướng biết được tin tức, không đợi gián điệp sông tới, liền đã cùng đứng dậy. Tống Công Mại giơ cao cánh tay phải, lớn tiếng nói, truyền lệnh xuống, diệt phỉ quân khai trại tứ lộ xuất trận, ra quân ngăn địch. Cờ tung bay, pháo bắn liên tục, cửa trại ở giữa được mở ra, Tống Công Mại là người đầu tiên đi ra, theo sát phía sau là đám người thạch bằng, Cao Thiên Uy và Tả Tòng Nghĩa, quân mã từng người tản ra, tiến lên bảy trận. Vạn Dạm Không Mây, Quang Cảnh Thảo Nguyên tầm nhìn rõ ràng, quân mã triều đình đã bố trí hai sóng trận địa tổng cộng 6 vạn binh mã, chỉ chờ địch nhân hiện thân phạm giới, sẽ đón đầu tấn công trực diện. Tống công mại cưỡi ngựa ra trận, đích thân chỉ huy, có hai tham mưu là Trung Tư Văn và Lưu Vân đi cùng, trước trận con trai độc nhất Tống Thông Minh dẫn hai vạn quân hồng giáp, đệ tử thần đao môn hỗ trợ, quân ngọc môn quan canh giữ, hộ vệ chủ soái. Xoay người xem trận pháp trái phải, Cao Thiên Uy trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, triệu nhậm dũng khí phách hang hái, một người dẫn đầu quân giáp đen, một người dẫn đầu quân áo giáp xanh, mỗi người dẫn một vạn binh, An Đạo Kinh dẫn đầu 5.000 đao phủ, co ở phía sau trận, ai dám lui bước chạy trốn, liền thành đao hạ oan hồn. Vị trí phía trên do tứ đại gia tộc xuất lĩnh, đã có bộ dáng tinh anh, quân mã phía dưới càng ấn tượng hơn, có phong phạm đại tướng. Lần này triều đình xuất binh, quân mã tiên phong do tướng quân Liễu Môn chỉ huy, trong cánh đồng bát ngát có 3.000 quân tiên phong. Đội quân mã này là tuyến đầu tiếp chiến hai bên, tuy căng thẳng nhưng đại tướng trước mắt dù gánh trên vai trách nhiệm lớn nhưng mặt không đổi sắc, nhìn người này vai rộng như núi, mặt chữ điển nghiêm nghị sinh uy, tất nhiên chính là ngũ định viễn võ công cao cường, được xưng nhất đại chân long. Tiên phong ba lộ quân, ngoài ngũ định viễn ở trung lộ, còn có hai lộ quân mã hỗ trợ, bên trái do tả tòng nghĩa chỉ huy, bên phải do thạch bằng dẫn đầu, hai bên cộng lại có 5 vạn quân, hộ vệ ngũ định viễn cùng 3.000 binh mã. Ngũ định viễn tới thiếu thất sơn từ rất sớm, còn sớm hơn Lưu Vân nửa ngày, lúc này thấy hắn không vướng bận gì, thần thái uy vũ, Lưu Vân tất nhiên là trong lòng thầm khen, định viễn tuy rằng xuất thân bổ khoái, nhưng trên chiến trường học một chút liền có thể làm được, không có vẻ là người mới đang quan sát, sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ, một người truyền hỏi Lưu Vân, Chi Châu Đại Nhân, trận pháp rừng này của tại hạ thế nào? Có thể phòng thủ thế tiến công của nộ thương Sơn không? Lưu Vân quay đầu nhìn lại, thấy khóe miệng một vị quân sư mỉm cười, đang nhìn phía chính mình. Người này sắc mặt xanh trắng, thần thái nhàn nhã, chính là đại quân sư Trung Tư Văn Canh giữ ngọc môn quan nhiều năm. Trận thức này được sắp xếp theo sự đề xuất của Trung Tư Văn. Người này được Giang Sung và Giang Dực rất trọng dụng. Chúng tướng tự không dị nghị. Lưu Vân nghe hắn chất vấn, trong lòng dùng mình, chắp tay nói, tiên sinh thân kinh bách chiến, quan điểm của một thư sinh sao có thể so sánh. Hôm nay đang muốn tỉnh tiên sinh vài điều. Trung Tư Văn nghe hắn đến khách khí, nhất thời ánh mắt như điện, đảo qua người Lưu Vân từ trên xuống dưới, cười nói, chi châu đại nhân khách khí ngài đã từng đi cùng với quân viễn trinh tây vực người đọc sách tầm thường sao có thể so trung mỗ mới cần phải lãnh giáo ngài nhiều hơn hai người trong miệng đều nói lời khách sáo ý vị phân cao thấp rất đậm đang nói chuyện rất nhiều bộ tốt đã tiến lên xếp hàng sau nhóm đao phủ của an đạo kinh nhóm người này mang theo khí giới bao quanh thủ vệ trăm chiếc xe lớn chính là môn nhân hà bắc trúc thiết thương Trúc gia trang đời trước cao thủ điêu tàn hầu như không còn. Trúc lão phu nhân lại bị thanh y tú sĩ đả thương. Thiếu gia Trúc Khang ngoài việc vô trương phong độ và vẻ ngoài xoái khí còn lại chẳng có được tác dụng gì. Ngoài việc phái hắn đi canh giữ lương thực còn cũng không có ích gì khác. Mọi người đang chờ đợi, bỗng nghe Tống Công Mại hít một hơi thật sâu, nói, nộ thương sơn tới rồi. Tháng ba hoa xuân đầy khắp núi đồi, xa xa có gì đó phấp phới thấy một lá cờ quân đội chậm rãi bay lên trên đồi. Nổ. Đại kỳ pháp phới, chính giữa quân kỳ có nền đỏ tươi với huyết tự nổ. Mặt cờ thuần trắng, ký tự trên cờ có màu đỏ tươi, cho nên dù thời tiết trời trong nắng ấm, nhưng khi ánh nắng chiếu vào, chữ nổ đỏ tươi kia dường như bị vấy máu, trông thậm chí còn ghê gớm hơn. Chúng tướng nhớ tới ân oán của tần gia và triều đình, trong lòng đều kiêng kỵ. Giữa ban ngày, lá cờ nộ tung bay trong gió, lúc này khói bụi mù mịt phía xa, không ngừng vang lên những tiếng ầm ầm, tiếng động lớn, mặt đất rung chuyển, lên xuống như con bò quay vòng. Quân mã quân địch chưa đến nhưng uy thế đã chấn động trung nguyên, thật là khiến người sợ hãi. Trong khói bụi, hai mặt quân dẫn đầu đi lên đồi, hai dòng chữ trên tấm cờ vải to như nón cói, ai cũng nhìn thấy rõ ràng. Nộ thương sơn hưng binh tuyết hận, Tần Trọng Hải Vi phụ báo thù. 14 chữ này lọt vào mắt bọn họ, người triều định đột nhiên đổ mồ hôi đầy lòng bàn tay, Lưu Vân và Ngũ Định Viễn trong lòng cảm thấy khó chịu, quay mặt đi, không muốn xem nhiều. Tả Tòng Nghĩa lặng lẽ thở dài, nói, Tần Trọng Hải tư thái thật lớn, thật sự là muốn báo thù cho cha mình. Đám người cao thiên uy, tống công mại, triệu tình sư nhớ đến cái chết thảm của Tần Bá Tiên, đều nghiêm nghị không nói nên lời hưng binh tuyết hận vi phụ báo thù hai dòng này nói lên ý đồ của quân địch hai mươi năm trước tần bá tiên chấp nhận chiêu an lại bị vây công ở thần quỷ đình rốt cuộc chết thảm trên đường hiện nay sơn trại tái khởi phiên quân làm cốt lõi các tướng cũ được sử dụng lại thêm hảo hán song long trại mới gia nhập sức mạnh không thể coi thường nhìn những anh hùng nộ thương đến tấn công dưới ngọn cờ phục trại tuyết hận nếu không đưa được tiềm long về làm sao họ có thể nuốt nổi cục tức này. Hôm nay địch ta hai bên long tranh hổ đấu, chắc chắn có một phen chiến đấu kịch liệt. Khi mọi người nghĩ đến phần này, trên mặt đều cực thảm đạm, Lưu Vân còn âm thầm thở dài, có vẻ có chút cô đơn. Quân địch tiến lên núi, một hổ tướng nhìn bốn phía phi mã xuất trận, nhưng nghe thấy một tiếng gầm dài, một tiếng hét lớn từ trên đồi truyền đến. Nộ thương hảo hán đã đến người này thanh âm vang như chuông đồng, uy chấn khắp nơi, nhìn hắn mặt tím dâu bạc, đứng cưỡi ngựa xanh, tay cầm đao dài 12 thước phía sau hồng kỳ chữ trắng khí trùng tắc bắc thạch. Người này không ai khác chính là sát kim thạch cương, hùng bá tây vực mấy chục năm, xếp hàng đệ nhị ngũ hồ tướng. Thạch cương dương đao, ghim ngựa lên đồi, lớn tiếng nói, phụng thiên thừa vận, các anh hùng của chúng ta hôm nay nghênh đón quân sư tiềm long trở về núi kẻ nào dám chắn, giết không tha. Đám người cao thiên uy nghe vậy, đều rất tức giận, tống công mại xưa nay trầm ổn tự chủ, lập tức phất tay, lạnh lùng nói, chưa quân không cần hành động hấp tấp, nên nhìn rõ thực hư của địch rồi mới ra tay. Giọng nói còn chưa dứt đã nghe có tiếng pháo vang, đại tướng cánh tả cũng đã cưỡi ngựa xuất trận, sau lưng lục kỳ chữ trắng, giang đông phàm ảnh lục. Người này mặt trắng dâu đen, ôn văn nho nhã, đúng là Giang Đông Phàm ảnh lục cô chiêm. Người này xưng hùng Giang Nam, liên tục chiến đấu ở các chiến trường bách hợp, triều đình nhiều lần đàn áp nhưng không được. Thấy hắn tay cầm roi dài, khí độ ung dung, chúng tướng triều đình nghĩ tới hai hổ hợp lực trong lòng dùng mình, Lưu Vân càng thở dài không thôi. Lục cô chiêm vừa mới xuất phát, bỗng nghe chống trận như sấm, tướng quân cánh hữu nộ thương cũng đã hiện thân, đôi mắt như sao, nhảy ra khỏi lưng ngựa, xem hắn thần thái sáng láng, là một nam tử thật sự rất đẹp. Người này sau lưng hoàng kỳ chữ trắng Tây Lương Lữ Bố Hàn, đúng là Hàn Nghị Á Ngốc năm xưa khốn cùng phiêu bạt giang hồ. Cao Thiên Uy năm đó cùng nộ thương Sơn giao chiến nhiều lần, biết rõ lai lịch của Hàn Nghị. Chỉ nghe hắn hắc hắc cười lạnh, lắc đầu liền nói, quân giai nhân, nề hà làm tặc. Mất tích mười mấy năm qua, nào biết nộ thương Sơn mới tạo phản, lại vội chạy ra tạo phản tác loạn, thật sự là tính xấu không đổi. Lưu Vân cũng từng gặp qua A Ngốc, vạn lần không thể đoán được hắn lại là đại tướng nộ thương, nhất thời lòng tràn đầy tịch liêu, thở dài không nói nên lời. Trong lúc thở dài, tiếng kèn vang lên, hai kỵ sĩ bay ra khỏi trận địa địch, lão giả bên trái ngửa mặt lên trời cười lớn, tay cầm thiết kiếm, chính là thiết kiếm chấn thiên nam lý thiết sam. Đại hán bên phải thần sắc hào dũng tay cầm cương đao, lại là xà hạc song hành hách chấn tương an đạo kinh và hách chấn tương thù thâm nan dài vừa thấy mặt hắn nhất thời phi một tiếng quát lý thiết sam làm tặc cũng đã đành hách chấn tương ngày xưa là hình bộ giáo tập sao cũng đầu quân lên núi làm phản phản thật sự phản ban đầu nên giết cả nhà hắn mới đúng lý thiết sam võ công hùng cường từng dùng một thanh thiết kiếm thần uy chạm vỡ một tảng đá khổng lồ danh chấn thiên hạ, hách chấn tương kia ngày xưa còn là cẩm y vệ thương bổng giáo đầu, lại từng giáo tập võ nghệ thiên hạ bộ khoái, hắn có mối quan hệ với triều đình như thế, ai có thể ngờ cũng đầu quân lên trải. An Đạo Kinh nhìn thấy hách chấn tương, nghĩ tới người này từng làm quan giới chướng mình, lập tức giành trước chỉ mắng, sợ người ta sau lưng chỉ chỉ trò trò. Lý hách hai kỵ chạy như bay ra ngoài, tiến về phía trước đội hình, lập tức bước ra tránh đường. Thùng, thùng, thùng. Chống trận gõ không ngừng, hai quân một mảng yên lặng, đều đang chờ thủ lĩnh nộ thương sơn bước ra. Ngựa gầm trong gió, đại quân uy nghiêm, một người cưỡi ngựa chậm rãi đi ra, không vội vàng. Ánh nắng phản chiếu đôi chân sắt của hắn, quang mang trói mắt. Người liễu môn thấp giọng nói, hắn tới rồi. Một đầu mãnh hổ gầm nhẹ mà đến. Người này mũi cao ưng mục, trên trán có hình xăm chữ tội, mất đi một nửa chân trái và được thay thế bằng một chân sắt nặng nề, sau lưng hắn cờ trắng chữ đỏ, là năm chữ to nộ thương tần trọng hải. Ngày nào đó nếu toại lăng vân trí, dám cười hoàng xào không trượng phu, tần trọng hải năm đó nhận hết ủy khuất, cửu tử nhất sinh rời khỏi kinh thành, giờ phút này lại có thể khi phách hăng hái mà dẫn dắt vạn quân, đi tới chân thiếu thất sơn khiêu chiến thiên hạ đệ nhất đại môn phái. Thật sự như đã qua mấy đời. Lưu Vân nhìn vào trong mặt, chuyện xưa ở Kinh Thành bay vào trong lòng, hai mắt hắn đã đẫm lệ. Đang lúc mọi người đang xem thì có tiếng lạch cạch vang lên, sau lưng Tần Trọng Hải còn có một người đã đến. Chư tướng nộ thương tránh đường, người tới nhất định là nhân vật quan trọng. Quả thấy một lão giả ngồi trên xe ngựa khổng minh, người này nhẹ lai động quạt lông, nhẹ nhàng thanh thản, trên xe còn có một lá cờ là năm chữ phượng vũ quân sư đường. đám người cao thiên uy tống công mại thấy diện mạo của ông nhớ tới một hồi huyết chiến trúc gia trang thần sắc đại biến càng có vẻ thập phần kiên kỵ. cửu hoa sơn là võ lâm chính đạo một mạch nào biến trúc gia trang một trận biến khéo thành vụng bước người lên núi chính tả lúc suy lúc thịnh thật sự mất nhiều hơn được. đám người lưu vân ngũ định viễn nghĩ tới việc này trong lòng càng bất mãn với cao thiên tướng và Trúc thiết thương lúc này nội thương sơn còn chưa lập đội hình linh âm phụ mệnh tiếp dẫn quần hào lên núi thấy cơ hội nhanh chóng dẫn chúng tăng đi ra khỏi quân nâng cao nội lực hét lớn tần tướng quân ta phụng mệnh thiên tuyệt đại sư và đại trinh bắc dương tướng quân tiến đến nghênh đón chư vị lên núi thỉnh tần tướng quân cùng chư vị anh hùng xuất trận gặp gỡ linh âm nội lực hùng hồn vạn quân bên trong đề khí kêu gọi, thanh âm rõ ràng có thể nghe, đám người cao thiên uy, tống công mại đều có kiến thức, trong lòng tất nhiên là thầm khen. Nào biết linh âm hô vài tiếng, nhưng đối phương không để ý tới, hắn không chút nào nhụt chí lặp lại lời nói đó, tuy nhiên chư tướng nộ thương vẫn đang chờ hiệu lệnh, nhất thời không người đáp lời, cũng nhìn không ra tâm ý như thế nào. An đạo kinh cười hắc hắc nói, đáng đời, kêu Phật tổ phù hộ ngươi a, à, ngu ngốc. Linh âm âm thầm hoảng loạn, không biết làm sao, Cao Thiên Uy và nộ thương Sơn thù sâu như biển, hắn từ lâu đã muốn ra mặt làm dối, tốt nhất chọc đến thiếu lâm nộ thương hai bên đại sát một hồi, tới đồng quy vu tận mới vừa lòng. Hắn cười ha ha, cưỡi ngựa ra khỏi trận, đi đến giữa hai trận địa, giờ roi quát, ngươi điếc à. Người ta kêu ngươi, nếu không dám đáp lời, vậy mau xuống ngựa quỳ lại ba lần, bó tay chịu chói, nếu không đừng trách nơi này mười vạn đại quân dẫm ngươi xuống bùn. Mắt thấy đối phương vẫn không nói bất động, tựa hồ sợ chính mình, Cao Thiên Uy cười ha ha, thậm chí còn phóng ngựa về phía trước, cách đại quân nộ thương không quá chăm thước, hắn chỉ chỉ cười nói, sợ à. Mấy người điếc này các ngươi, thiên tuyệt đại sư muốn giảng Phật Pháp cho các ngươi, chỉ sợ là đàn gảy tai châu đang đắc ý rào rạt, một tiếng gầm vang lên trong đội hình nội thương, một thanh trường thương phi tới bay về phía mặt Cao Thiên Uy. Thương thế mau tuyệt, ẩn mang tiếng sấm nổ mạnh, Cao Thiên Uy không hề sợ hãi, cười nói, người từ đâu tới, lại muốn ám toán Cao Thiên Tướng. Trong nháy mắt, hắn đá một cước, nhấc chân nhảy khỏi ngựa, đưa tay chộp lấy binh khí. Nhìn hắn thân pháp linh động, thị lực tinh chuẩn, thiên tướng phủ Mỹ danh tinh thông 18 ban võ nghệ, quả nhiên là không phải hư danh. Ngón tay khó khăn lắm bắt được binh khí, đột nhiên bụi bay lên, một bóng người lao thẳng về phía Cao Thiên Uy, thoáng chốc chỉ thấy phi chân đá ra, hướng đến cổ họng Cao Thiên Uy, so với trường thương còn nhanh hơn một bước. Cao Thiên Uy phi một tiếng, hơi nghiêng người giữa không trung, tay trái dùng hư trường chặn cú đá, ngã xuống đất hai người đứng ở giữa chiến địa nhìn nhau, chỉ thấy dũng sĩ nộ thương hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt già phong xương bình tĩnh đó, chính là hách chấn tương của song long trải, cẩm y vệ thương bổng giáo đầu năm xưa. Cao thiên uy uy cười lạnh nói, xà hạc song hành. Lại là ngươi thằng nhãi này. Không lâu trước đây song long trải một đường đánh vào thiên tướng phủ. Khi đó, hách chấn tương gần như đã giao đấu với Cao thiên uy, chỉ vì binh mã lục cô chiêm đang đợi gần đó nên buộc cao thiên uy phải nút giận cúi đầu giờ phút này hai bên thế lực ngang nhau mỗi bên đều có đại quân để dựa vào đó là cục diện ai cũng không cần sợ ai kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt cao thiên uy cất tiếng cười to quát nghe thằng nhãi nhà ngươi phản loạn triều đình làm mất hết thể diện hách ra hồ nam lão tử hôm nay trước giết ngươi sau sẽ đem thân nhân của ngươi ở hồ nam đi xung quân ngươi thấy thế nào hách trấn tương hận nhất người khác bắt nạt gia đình hắn lúc này nghe được điều này vô cùng tức giận không nói hai lời tay phải mỏ chim hạc tả khởi xả quyền đánh vào ngực cao thiên uy hai chiêu hỗ trợ lẫn nhau bù đắp thiếu sót cho nhau vừa động thủ liền dùng tới tuyệt chiêu cao thiên uy thấy địch quân chiêu số tinh diệu gờ nhất thời kêu lên quái dị lùi lại rút đại đao khỏi ngựa muốn dùng sự sắc bén của vũ khí để chống đỡ đối thủ. Xem hách chấn tương tay không ăn địch, lúc trước ném ra trường thương lại không đoạt lại, giờ phút này nhất định ở thế bất lợi. Cao Thiên Uy không tuân thủ giang hồ quy củ, nộ thương trận doanh hảo thủ như mây, hắn làm sao có thể chịu đựng được. Vó ngựa chấn vang, đột nhiên vang lên một âm thanh, Cao Thiên Uy còn chưa kịp ra tay, cổ tay đã tê dại, đại đao đã vung đi, Thấy một con ngựa phi nước đại ra ngoài, người ngồi trên ngựa hét lớn, "Cao Thiên Uy! Người ta đấu tay không với ngươi, ngươi lại muốn dùng binh khí. Vừa vặn để họ Lý bồi ngươi hai chiêu." Người này thanh âm như chuông lớn, trong tay cầm một thanh thiết kiếm dài chín thước, thiết kiếm chấn thiên nam, Lý Thiết Sam lên đài. Quyển 13 chương năm nộ thương sơn hưng binh tuyết hận, hồi 3. Lý Thiết Sam tháo một thanh quỷ đầu đao từ trên ngựa xuống ném cho hách chấn tương, trong miệng châm chọc nói, nhóc họ cao, mấy năm nay làm rùa đen rút đầu, cảm thấy thế nào? Cao Thiên Uy bị bao quanh bởi cường địch, lại không có vẻ sợ hãi, chỉ nghe hắn lạnh giọng quát, Lý Thiết Sam. Năm đó ân thù chưa xong, ngươi còn dám tới đây trêu chọc. Hôm nay vừa dịp lấy đầu ngươi tế cờ, nhìn thấy hắn vẻ mặt tức giận, hung hãn hét lớn, Nghĩ đến trước đây chắc hẳn hắn đã chịu đựng Lý Thiết Sam rất nhiều, nhưng lại không biết nội tình ra sao. Lý Thiết Sam không nói một lời, hổ gầm xét đánh, thiết kiếm chạm thẳng, hắn vừa ra tay đó là tuyệt chiêu định quân sơn, muốn trong ba chiêu sẽ xử xong nợ với cường địch, chiêu này kiếm pháp cương mãnh vô cùng, nếu Cao Thiên Uy lỗ mãng bị đánh trúng, chắc chắn sẽ thành bánh nhân thịt. Cao Thiên Uy thân hãm trùng vây, triều đình lập tức có người ra tới cứu viện chỉ nghe một người quát, lớn mặt. Hai đánh một, tính gì anh hùng hảo hán? Tiếng vó ngựa vang lên, một viên đại tướng lĩnh quân đánh tới, trong tay hắn cầm thiên hùng bảo đao, lấy sảnh sắt giá trụ đại thiết kiếm. Giữa tiếng động lớn, mọi người đều nhìn rõ khuôn mặt của người này, chính là thiếu môn chủ của thần đao môn sơn đông tống thông minh. Hai bên ngang tài ngang sức, danh tướng lần lượt xuất hiện, cục diện trở nên căng thẳng. Linh âm thấy vậy, tất nhiên là âm thầm hoảng loạn. Lần này hắn tới chân núi là nghênh đón địch lên chùa, nào biết sẽ xảy ra những trận đánh nhau vô vị thế này. Ngay lúc Linh Âm chuẩn bị chạy ra, lại nghe thấy một tiếng gầm giận dữ khác từ trận doanh nộ thương. Vó ngựa rung lên dữ dội, một con ngựa phi nước đại tới, một tiếng vang lớn vang lên, phương thiên họa kích từ trên trời rơi xuống, nhắm thẳng trước mặt tống thông minh đâm tới. Người tới có dáng người cao lớn, cưỡi một hồng mã, đúng là Tây Lương Lữ Bố tới rồi. Nộ thương lấy ba trọi hai, triệu tỉnh sư sao có thể chịu đựng. Kêu lên một tiếng, cũng đã nhập trận, anh Dũng tiến về phía trước. Trong chốc lát, cả địch và ta đều dàn trận phía trước, mỗi bên chiến đấu ba trọi ba. Nhìn triều đình tống triệu cao tam đại danh tướng liên thủ, thiên hùng thần sản, đa tiết lang tiền, mi tiêm đại đao, cả ba đều là binh khí hiếm thấy nộ thương lý hách hàn tam đại hổ tướng, há lại nhượng bộ. Ba người đằng đằng sát khí, từng người rút ra binh khí, cửu xích thiết kiếm, quỷ đầu cương nhận, phương thiên họa kích đều để trên vai, tam đại trọng binh được ánh mặt trời chiếu rọi như ba ngọn đuốc lớn đâm thẳng vào kẻ địch, chư tướng không thể nhìn gần. Thấy hai bên sắp đánh nhau, linh âm rất sợ đếu đại chiến, không chỉ mất đi thiện ý của sư thúc và sư đệ, mà bá tánh trung nguyên càng sinh linh đồ thán, ngoại hiệu của hắn là từ bi kim cương cho dù dấn thân vào nơi hổ dữ hắn vẫn nguyện ý làm trong lúc lê dân bá tánh khó khăn càng là phấn đấu quên mình thoáng chốc dùng thịt của mình làm lá chắn để chặn hai bên nhân mã hắn giơ tay lên cao quá vai lớn tiếng nói chư vị cao hiền nể mặt chúng tăng tạm thời bãi đấu được không hắn thấy mọi người cười lạnh không thôi không ai để ý tới mình lập tức nhìn phía lý thiết sam cầu khẩn nói Lý Trang Chủ, năm xưa cùng nhau đấu cường địch, mọi người đều là bạn tốt, nhường ta một bước đi. Lý Thiết Sam và Linh Âm là người quen cũ, giao tình rất sâu sắc, lúc này đột nhiên nhìn thấy người bạn cũ của mình xuất hiện kêu gọi, tất nhiên là không thể ngồi yên không nhìn đến, lập tức xoay người xuống ngựa, thấp giọng nói, đại sư, biệt lai like vô giảng. Hàn Nghị cùng hách chấn tương nhìn thấy đồng đội của mình xuống ngựa, tự cũng không ham xa vào chém giết, hai người nhìn nhau cùng đặt vũ khí xuống. Biệt lai like vô dạng từ lúc chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ, là câu thường được dùng để hỏi thăm người lâu ngày không gặp. Cao Thiên Uy là kẻ cuồng vọng nhất, từ lâu đã muốn tranh giành vị trí minh chủ võ lâm, giờ phút này thấy Linh Âm ra mặt nói chuyện, tỏ ra hả hê khi người gặp họa, cười nói, khó, khó. Linh Âm Đại Sư lại xưng với phản tặc là hảo bằng hữu, truyền đến tai giang hồ đồng đảo, không biết mọi người sẽ khen ngợi thế nào. Linh chân đi theo sư huynh của mình đến lối vào, vừa nghe Cao Thiên Uy châm chọc mỉa mai, lập tức hét lớn một tiếng, điểm ra đại lực kim cương chỉ, liền hướng Cao Thiên Uy chộp tới. Cao Thiên Uy hét một tiếng, cười nói, làm gì? Thiếu lâm tự muốn cùng nộ thương sơn liên thủ sao? Người phải nghĩ cho kỹ. Linh âm lắp bắp kinh hãi, chính mình lại đây điều giải, há có thể dẫn đầu đấu võ vội vàng ôm lấy sư đệ, kéo hắn ra. Hắn thở dài một lúc lâu, khoanh tay khom người, nhìn xuống đất nói: "Lý Trang chủ, niệm tình cũ của chúng ta, làm phiền ngài trở về bẩm báo một tiếng, Thiên Tuyệt đại sư của ta đang chờ, Thỉnh chư vị anh hào niệm tình ở Tiềm Long Tiên Sinh, sớm chút lên núi gặp gỡ." Lý Thiết Sam chắp tay nói: "Niệm tình cố nhân, ta không thể không nói thật, Thiên Tuyệt Tăng năm xưa giết quá nhiều huynh đệ của chúng ta." mọi người đều hận lão, lão tăng này không hết, người muốn chúng ta tùy tiện lên núi, chỉ sợ vô pháp làm theo. Hách chấn tương cũng nói, đúng là như thế. Linh âm sư phó suy bụng ta ra bụng người, nếu hôm nay là quý tự đi vào nộ thương, sao có thể không có phòng bị mà tùy tiện lên núi chứ? Còn mong sư phó truyền lời, chúng ta đã tới chân núi rồi, muốn thỉnh thiên tuyệt đại sư xuống núi gặp mặt, ý nghĩa cũng như vậy. Linh âm mặt lộ vẻ do dự, Linh chân đã nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, không được. Sư Thúc đã nói, nhất định các ngươi phải lên núi nghe ông ấy nói, nếu các ngươi còn niệm sinh tử của tiềm long, thì mau mau đi lên. Mọi người nghe hắn mở miệng uy hiếp, sắc mặt đều trầm xuống. Linh chân ngắt lời, đó là không có đường sống cứu vãn, Cao Thiên Uy ở một bên quan sát, châm chọc nói, nộ thương sơn gan cầu tử, cái gì huynh đệ nghĩa khí đều là thứ ô uế hôi thối. Ta nghĩ không bằng sớm một đao làm thịt rắn nước, sau đó nấu một bát canh thịt rắn, mới gọi là thơm. Hàn Nghị tức giận nói, chúng ta đang nói chuyện với Thiếu Lâm Đại Sư, người chõ miệng vào làm gì? Giờ lên phương thiên họa kích, ra sức chém xuống, Cao Thiên Uy cưỡi ngựa né tránh, miệng vẫn còn mỉa mai, ta đã nói gì cơ? Miệng ta đang rất bận, còn đang chờ để xin thiên tuyệt tăng một bát canh thịt rắn, nếm thử một ngụm rồi bật cười lên ha a à. lời nói của cao thiên uy tuy khó nghe nhưng lại vạch trần được cục diện nếu nộ thương sơn không vâng lời chậm chạp không muốn lên núi thiên tuyệt tăng một khi giận dữ tính mạng tiềm long sẽ gặp nguy hiểm hàn nghị biến sắc nhớ tới tả quân sư chịu người cầm tù sinh tử dựa vào suy nghĩ của người khác không khỏi hoãn tay lại thoái nhượng vài bước lý thiết sam phi một tiếng nghiêng đầu liếc nhìn cao thiên uy muốn dùng kiếm chém hắn làm đôi nhưng lúc này đã bị người khác ngăn cản không thể tùy tiện động thủ hắn ho khan vài tiếng hướng linh âm nói cũng được nể mặt tả quân sư chúng ta trở về thương lượng một lát thỉnh đại sư chờ trong chốc lát linh âm nhẹ nhàng thở ra chắp tay nói đa tạ thí chủ hiểu lý lẽ lại hướng cao thiên uy nói đa tạ lời nói của thí chủ Cao Thiên Uy thở dài, chớp chớp mắt, không nhịn được cười. Ý định của hắn chỉ là trêu chọc, gặp người sẽ gây tổn thương, nào biết vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, lại khiến ba phản tặc quay đầu trở về, thật làm hắn không tưởng được. Lý Thiết Sam cưỡi ngựa trở lại chiến trường, nghĩ đi nghĩ lại, linh âm biết anh hùng nộ thương trọng tình thượng nghĩa, sẽ không phụ huynh đệ cũ, xem ra sư thúc lấy Tiềm Long để uy hiếp kẻ địch quả thực là một kế sách rất hiệu quả đang quan sát, doanh trận nộ thương đã có động tĩnh, linh âm trong lòng đại hỉ, đang muốn tiến lên hỏi chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng trống từ phía sau trận, thấy sát kim thạch cương đích thân xuống ngựa đánh trống, hét lên, "chúng huynh đệ!" Thiếu Lâm tự cậy mạnh uy hiếp, đe dọa huynh đệ núi chúng ta, mọi người có sợ không? Quân mã khắp núi đều thanh hô to, "không sợ! Không sợ!" Linh âm tất nhiên là đại kinh thất sắc khi nghe thấy tiếng la hét khắp núi đồi hắn và Linh chân nhìn nhau, cả hai đều bày ra vẻ mặt mờ mịt. Sau đó thấy sát kim ở trước trận giống giận, thiếu lâm hòa thượng dẫn quân nhập hội, chúng ta không tự đầu hàng, bọn họ liền muốn giết quân sư của chúng ta, mọi người, chúng ta nên làm gì bây giờ? Giữa tiếng gầm, ba vạn đại quân vung tay hô to, giết sạch bọn họ. Giết sạch bọn họ. Linh âm cuốn quýt kêu to, không phải như thế, các ngươi đừng hiểu lầm bỗng nghe tiếng giết nổi lên, quân địch sông lên trời bao phủ mặt đất, đã như thủy triều đánh lén mà đến, linh âm sợ tới mức mặt không còn chút máu, linh chân cũng luống cuống tay chân, cao thiên uy thấy địch ta hai bên rốt cuộc đánh lên, nhất thời rất đắc ý, nhịn không được cười ha ha, hắn quay đầu ngựa, hướng triệu tống hai người nói, triệu trang chủ, tống hiền chất, chúng ta không cần phải lội qua dòng nước loạn này, đi thôi. Ba người vó ngựa nhẹ nhàng, nhanh chóng rút lui về doanh trại. Linh Trần thấy tình thế không thể cứu vãn, không còn cách nào khác, đành nắm lấy cánh tay sư huynh, hét lên: "Những người này điên rồi, chúng ta không cần để ý tới, mau mau đi thôi." Linh Âm không thể chấp nhận, mở miệng muốn hét lên, dưới chân lại bị sư đệ kéo đi. Bên kia nộ thương điều động binh lính, sẵn sàng xông ra đánh bất cứ lúc nào nên Triều Đình lập tức phản ứng, nhìn thấy Tống Thần đao cưỡi ngựa, giơ tay hô: tam quân nghe lệnh nhiệt phỉ nộ thương lên núi tạo phản mê hoặc bá tánh tội ác tài trời ta chờ hôm nay chết trận xa trường báo đáp ngô hoàng thánh ân sáu vạn đại quân đề thanh hô ứng nhất thời kêu to liên tục tiếng giết nổi lên nhìn thấy song phương sắp đánh nhau lưu vân trong lòng thật là hoảng loạn muốn ra mặt đưa lời khuyên an đạo kinh ở một bên thấy lập tức cười lạnh chế nhạo lưu tham mưu thông đồng với địch bán nước, giết hết người nhà, người cũng đừng hại chết lão già cố tự nguyên kia. Mắt thấy đại quân nộ thương sung phong liều chết, quân mã của triều đình không chịu nhường một bước, hai bên chiến địa bụi mù nổi lên, địch ta hai bên tê thanh giận gào, tam quân như thủy triều đối hướng mà đến, vó ngựa chấn vang, tiếng giết như sấm, đầy khắp núi đồi đều là quân tốt, thẳng như uy động thiên địa. Linh âm trên đường thối lui, gặp quân mã tiên phong của mình, thấy một người giá mã chạy băng băng, tướng Mạ uy vũ, trên tay mang theo thiết bộ, nhất thời vừa mừng vừa sợ, như đang ôm một quả bóng trôi nổi trên biển, lại tựa đại nạn gặp được cứu tinh, hắn trong miệng kêu to, vội vàng đi lên ngăn cản, không ngừng cầu xin người nọ. Người nọ nhìn thấy linh âm tới, nhất thời xoay người xuống ngựa, thấp giọng nói chuyện với hắn. Linh âm rơi lệ nói, thiên hạ vạn dân sinh tử như thế nào, ở trên vai thí chủ. Người nọ khẽ gật đầu, mời Linh Âm ngồi trên ngựa của hắn, không nói một lời, đột nhiên quay người lại, giữa tiếng huýt sáo, khói bụi bay thẳng ra như một cơn lốc màu vàng, đã xông thẳng ra. Nhìn hắn nhảy lên nhảy xuống, động tác mau lẹ, chân hắn nhanh hơn ngựa phi nước đại rất nhiều, trong nháy mắt đã ném quân triều đình ra xa, thoáng chốc đã đến trước quân địch mười trường. Người nọ nghỉ chân bất động, đứng yên một mình trên chiến trường, nhìn chằm chằm vào quân địch đang lao tới trước mặt. Lúc này cũng không có một người bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nhấn chìm trong biển trận, nhìn đại quân triều đình phía sau cũng dơ kiếm lên đao, trong ánh sáng lạnh lẽo, đao thương kiếm kích đưa lên không lưu tình, nhìn tính mạng của người này đang gặp nguy hiểm, chỉ sợ có thể bị cả hai bên nhân mã đè xuống bùn. Trước có phản tặc, sau có quan quân, hai bên nhân mã lòng tràn đầy thù hận, tê thanh giống to, đều muốn chém giết cường địch ra từng mảnh. Trước cửa sinh tử, người nọ giơ hai tay lên, tay trái vỗ ngực, tay phải sờ bụng, ngẩng đầu nhìn phía trời xanh, bỗng dưng phát ra tiếng thét dài rung trời. Một tiếng động lớn vang lên, nhất đại chân long, ngẩng đầu ngâm nga, uy lực kinh sợ vạn quân, giống ngâm một đợt tiếp theo một đợt, giống như lôi điện oanh bảo, lại tựa sóng thần quay cuồng, lúc này cả hai bên có hàng chục đội quân tiên phong tiến đến, có một tiếng động lớn như thể một ngọn núi lửa đã nổ tung bên tai, con ngựa đứng mũi chịu xào, màng nhĩ của chúng choáng váng lần lượt lăn ngã, binh tốt bị văng khỏi ngựa, lăn khắp mặt đất. Binh lính khắp nơi che tai khóc thét, quân mã phía sau vừa đến gần chiến tuyến trung tâm, lập tức bị tiếng gầm rú đánh ngã, người này ngửa mặt lên trời thét dài, dùng lực vạn quân, thẳng tựa thần uy lẫm lẫm, chính là nhất đại chân long, ngũ định viễn đã đến hòa giải, biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngũ định viễn ở đây tựa như thiên thần giáng thế, lấy siêu vũ lực chấn phục quần hùng, chỉ là trận doanh nộ thương tràn đầy anh hùng hào kiệt, chẳng lẽ liền muốn cúi đầu thoái nhượng? Chỉ thấy đại quân chậm rãi tách ra, hình như có người nào muốn ra, ngũ định viễn mừng rỡ, biết tần trọng hải muốn xuất trận gặp gỡ, đang muốn dừng thét dài, bỗng nhiên một tiếng cười ha ha truyền tới, tiếng cười hảo sinh hùng hồn, bắn thẳng vào ngũ định viễn. Ngũ định viễn biết người tới có hứng thú muốn tranh tài với mình, liền vuốt ngực, toàn lực ứng phó. Tiếng cười cũng vang lên, khí thế rồi rào, hai người đại vị ngang nhau, không ai có thể áp chế được đối phương. Hai bên vang lên những tiếng động ầm ĩ, tiếng huyết gió cuồng tiếu kích động lẫn nhau, bầu trời phảng phất biến sắc, mặt đất như gợi sóng gió. Âm thanh từ hai bên tuy lớn nhưng không đinh tai nhức óc, ngược lại sóng âm ầm ầm rung chuyển, đánh sâu từng đợt khiến xương cốt của mọi người muốn vỡ vụn ra, như muốn đánh bay đi. Nội lực của người này quá mạnh, bá đạo vô cùng, giống như có hàng chục cao thủ cùng hợp lực, chính là Tần Trọng Hải đang cười to. Hai đại cao thủ học thành tới nay, lần đầu phân cao thấp, quả nhiên kinh động thiên hạ. Một người là Nhất Đại Chân Long, Chân truyền Thiên Sơn, một người đã đả thông sáu kinh mạch âm dương, thân khí huyết đúng thời cơ tự nhiên, lấy nội lực mà nói, giữa trận địa hào kiệt tuy nhiều, không có người thứ ba nào có thể can thiệp. Qua thật lâu sau, tiếng ồn ào cuối cùng cũng lắng xuống, nhưng xung quanh vang lên tiếng ngựa rên rỉ, tứ chi mềm nhũn, nằm xuống thở hổn hển. Chúng quân tốt chẳng phân biệt địch ta, giờ phút này màng nhĩ bị chấn động, chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất nôn mửa, không thể đứng dậy chiến đấu nữa nhất thời tiếng kêu than dậy trời đất, mùi hôi thối bốc lên tận trời, hai bên quân mã không thể động đậy, giữa trận địa còn bỏ trống một khoảng rộng lớn. Ngũ Định Viễn hai chân bước lên, để thanh quát, tần tướng quân, tại hạ Tây Lương Ngũ Định Viễn, nhân đây cầu kiến. Lúc này hắn không có ý định gầm lên để làm nản lòng kẻ địch, nhưng khi hắn thản nhiên nói chuyện, lại giống như sư tử giống, hai bên quân tốt thần sắc đại biến, đồng loạt bịt tai giữa tiếng than khóc ngũ định viễn rồng ngâm phát lên, tiếp sau lại có một tiếng hổ gầm. Chỉ nghe thấy một giọng nói trầm thấp, kẻ sĩ ba ngày không gặp, lau mắt mà nhìn, ngũ chế sứ quả nhiên công phu lợi hại. Thanh âm này trầm thấp thong thả, không giống quá khứ phi dương khiêu thoát, nhưng khẩu âm lại là tần trọng hải không thể nghi ngờ. Ngũ định viễn nghe không ra hắn mừng hay giận, lại không thấy hắn hiện thân ra tới, để thanh liền nói, niệm tình hầu ra, thỉnh tần tướng quân xuất trận, tại hạ có mấy lời muốn nói. Ngũ định viễn nhân danh liễu ngang thiên mời, theo lý tần trọng hải hẳn là cảm kích, chỉ là hắn giờ phút này đã là phản nghịch, há có thể mọi chuyện để người khác quản chế. Bình đạm liền nói, ngũ chế sứ, ngươi là mệnh quan triều đình, ta là phản tặc triều đình, nếu ta và ngươi gặp nhau, khó tránh khỏi chọc miệng người khác. Vẫn là thỉnh ngươi trở về đi, triều đình gian thần không phân xanh đỏ đen trắng, một ý chỉ nghĩ tiêu diệt nộ thương, chính mình nếu là điều giải không thành, chỉ sợ chân núi tất thành một khoảng xác chết, đến lúc đó dù dụng tâm của thiên tuyệt tăng và dương túc quan có cao tới đâu, cũng không khỏi trôi theo đông hải. Ngũ định viễn biết mình không thể làm gì nhiều để thuyết phục, lập tức đi về phía sau trận, nhẹ giọng nói nhỏ với ai đó. Người nọ nghe xong phân phó, càng không nói chuyện, lên ngựa một mình ra trận cục diện dương cung bạt kiếm, tùy thời đều sẽ khai chiến, người này coi địch ta vạn quân như không có gì, đơn kỵ đi vào trong trận. Nộ thương nhân mã không khỏi có chút kỳ lạ khi nhìn thấy người này đơn độc đi tới, đào kiếm cũng không mang theo, không biết hắn có địa vị gì. Người nọ cưỡi ngựa một mình đi tới, như vào chỗ không người, tả hữu quân tốt tiến lên ngăn lại, đang muốn quát hỏi thân phận, người nọ lập tức khom người, chắp tay nói, thỉnh cầu thông báo tần tướng quân một tiếng, Sơn Đông Lư Vân cầu kiến. Người đến không ai khác chính là Lư Vân, đương kim trạng nguyên, chi châu trường châu. Bỗng nghe thanh âm Lư Vân, không đợi người tới truyền báo, trận sau đã truyền đến một tiếng cười, hét lớn, tam quân nghe lệnh, tránh ra. Trận thức chuyển động, chúng tướng ghim ngựa sang một bên, chỉ trong chốc lát một con ngựa phi nước đại ra, người ngồi trên ngựa cười lớn, hét lên, Mụ nội nó lưu huynh đệ, lão tử tới rồi. Năm đó Tần Trọng Hải trong lao ngục, nếu như Lưu Vân không liều mạng cứu hắn bất kể sinh tử, Tần Trọng Hải đã trở thành khách oan trên đường đến Hoàng Tuyền, làm sao có thể oai phong như vậy, dẫn dắt vạn quân. Nhưng nếu không có Tần Trọng Hải sẵn sàng lên tiếng, xử lại án sai cho Lưu Vân, hiện giờ Lưu Vân có lẽ vẫn là một kẻ bán mì lưu lạc giang hồ, làm sao có thể trở thành tân khoa trạng nguyên, còn tổng quân được triều đình sử dụng. Hai người đều là người tâm huyết, mang ân nghĩa của nhau, lúc này dù cho ngàn người chỉ trỏ, cũng muốn gặp mặt. Quyền 13 chương 5 nộ thương sơn hưng binh tuyết hận, hồi 4. Trong tiếng cười cuồng nhiệt, một con ngựa phi nước đại, từ xa nhìn lại có thể thấy người tới không hề tức giận, đúng là tần trọng hải đích thân đến đón chào. Lưu Vân hét lớn một tiếng, lập tức lăn xuống ngựa, tần trọng hải cũng lăn xuống ngựa, hai người tiến lại gần, duỗi nắm chặt tay nhau. Đôi bàn tay nắm chặt ở khách điếm Hoài Khánh, hiện giờ rốt cuộc lại lần nữa giao nhau. Lúc ấy Tần Trọng Hải gặp nạn phủ bụi trần, bị biến thành kẻ rửa rau trong khách điếm, Lưu Vân nhẹ nhàng siết chặt bàn tay bạn tốt. Lại khiến bàn tay Tần Trọng Hải trở nên sưng to đau đớn hiện giờ Tần Trọng Hải sinh long hoạt hồ, lực tay hùng cường vô cùng, nắm chặt tay hắn cho đến phát đau. Lưu Vân nhìn xuống đất, nhìn thấy chân sắt của tần trọng hải hắn a à một tiếng cúi xuống nhìn xem chân sắt được làm rất tinh xảo giống như là thật nhớ lại sự chật vật của tần trọng hải khi rời khỏi kinh thành thoáng chốc hốc mắt đỏ lên lớn tiếng nói trời thấy còn thương huynh thật sự tốt hai người lại lần nữa gặp nhau lời đầu tiên cũng không phải là lời chào hỏi thông thường cũng không phải là chuyện đánh giết giang hồ mà là một câu nói quan tâm thân mật Tần Trọng Hải đấm vào ngực Lưu Vân, cười mắng, vớ vẩn. Lão tử bệnh không khỏi, còn có thể ở đây lắc lư sao? Hai người cười lớn, lập tức ôm nhau. Năm đó ở Kinh Thành, điều mà Tần Trọng Hải không thể dứt bỏ đó là hai người Liễu Ngang Thiên và Lưu Vân. Một người coi hắn như con, một người coi hắn như huynh, giờ phút này chính mình tuy đã phản loạn, nhưng Lưu Vân vẫn không buông tình cũ, Tần Trọng Hải nhìn thấy điều này trong lòng vừa vui mừng vừa phấn khích, là điều nằm ngoài sức tưởng tượng của người ngoài. Ở Kinh Thành là chi kỷ của nhau, Tây Vực đồng chí tình thâm, sáng nay cho dù thiên địa nghịch chuyển, ai có thể quên năm xưa chân tình. Lư Vân ngẩng đầu nhìn ra xa vạn quân nộ thương, chỉ thấy binh hùng tướng mạnh, quân dũng tướng đủ, quân dung mạnh mẽ vượt xa năm đó xuất chinh Tây Vực. Lư Vân mặt lộ vẻ cảm thán, nói, mỗi ngày mang theo rất nhiều huynh đệ này, thực không dễ dàng. Người này không thẹn là chi kỳ, một câu liền có thể nói ra tâm trạng của mình. Tần Trọng Hải khẽ mỉm cười, cầm tay Lưu Vân, nói, mặc kệ đánh như thế nào, giết như thế nào, chúng ta vẫn là huynh đệ. Hai người nhìn nhau, Lưu Vân ngẩng đầu lên nói, nhìn chăm chú vào người bạn tốt trước mặt. Mấy tháng không gặp, Tần Trọng Hải tuy rằng khi sắc hồng nhuận, gò má lại gầy ốm rất nhiều. Trước đây hắn có dáng mũi cao như diều hâu, nhưng bây giờ đường nét lại càng thâm trầm hơn. Tuy trên miệng hắn luôn cười nhưng thực ra trong mắt lại che giấu thần khí ủ rột, khác xa với thần thái hào phóng khoái lạc trước kia. Lư Vân thấp giọng nói, Trọng Hải, có gì không vui sao? Tần Trọng Hải nghe xong lời này, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, mấy ngày trước ngôn nhị nương rốt cuộc tìm được trượng phu, thân bất do kỷ, cũng chỉ có thể từ biệt đoạn tình cảm này cuộc đời phải chịu đả kích lớn như thế, nhưng là huynh đệ trong trại, tự cũng không thể gây rối cho dù hàng đêm đau khổ, cũng chỉ có thể buồn ở trong lòng, không người tâm sự. Giờ phút này bỗng nghe cố nhân thăm hỏi, lòng ngập tràn suy nghĩ, nhất thời nước mắt muốn rơi. Lưu Vân thấy tần trọng hải muốn rơi lệ, nhất thời đại kinh thất sắc, cuốn quýt nói, trọng hải làm sao vậy, có chuyện gì thương tâm sao? Tần trọng hải tính tình trầm, từ trước đến nay ít lộ thiệt tình, trong lòng dù đau khổ gấp bội phần, cũng không để lộ ra tâm sự trước mặt mọi người. Hắn khụ một tiếng, thu lại vẻ mặt đau khổ, vòng tay qua vai Lưu Vân, tươi cười, hỏi ngược lại, đừng hỏi chuyện của ta nữa. Người và cố ra tỷ sao rồi? Tính toán khi nào thành thân? Lưu Vân nghe xong lời này, nhất thời mặt phiếm mỉm cười, gật đầu nói, nhờ phúc của huynh. Sau khi chúng ta chạm mặt ở khách điếm Hoài Khánh, ta đã đính hôn với Cố tỷ. Nếu không có chuyện gì khác cản trở, chúng ta sẽ thành hôn vào trung thu năm nay. Tần Trọng Hải cười lớn nói, đương nhiên là phúc của ta. Bằng không lại là phúc của tên họ Dương kia sao? Hắn thò mặt qua, nụ cười dâm đãng nói, mẹ kiếp, nếu không phải ngày ấy lão tử tâm địa tốt, kiên quyết đem ngươi nhét vào dưới giường mỹ nữ tiểu tử ngươi đâu có được diễm phúc này. Ngươi thành thật nói cho ta biết, hôm đó thức cả một đêm, đã đào nấu thành được bao nhiêu bát cơm. Lưu Vân nghe được câu mấy bát cơm thành, không khỏi sừng sốt, chợt nhớ tới câu điển cố gạo nấu thành cơm, mặt nhất thời đỏ bừng, chỉ mắng, gì mà gạo thành cơm. Huynh đừng nói nhảm. Tần Trọng Hải thô lỗ dị thường, ngày đó dưới lầu trích tiên đã gặp thoáng qua Lưu Vân và gia Nhân, cũng là đột nhiên nhanh trí đánh hôn mê vị thư sinh cổ hủ, nhét hắn dưới giường mỹ nữ, nghĩ đến đêm khuya tĩnh lặng, khi mỹ nữ ngủ say, tiểu tử này thấy yếm đỏ, tất như sói đói phi lên giường, chờ sau khi sói lang ăn sạch sẽ, sẽ hắc hắc hai tiếng nụ cười dâm đãng, cố tỷ khóc lóc kể lể phàn nàn, hết thảy tự cũng nước chảy thành sông, việc đã đâu vào đấy. Tần Trọng Hải tưởng tượng ra cảnh tượng đêm đó, tưởng là đắc ý, nhịn không được cười ha ha. Giờ nắm đấm đánh thật mạnh vào vai Lưu Vân, cười nói: "Tiểu tử ngươi thật có diễm phúc. Lần này cưới Mỹ Kiều nương, lão tử không có công lao cũng có khổ lao, đến ngày thành thân cũng đừng quên đưa ta một tấm thiệp mời nhé." Lưu Vân nghe xong lời này, nhất thời cười khổ, hai người bọn họ một là mệnh quan triều đình, một là sơn trại phỉ khấu, Tần Trọng Hải tới uống ly rượu mừng, bất quá là lời nói vui đùa mà thôi hai người đứng nói trước trận địa nhìn thẳng vạn quân như không có gì hàng vạn cặp mắt hai bên đang chăm chú nhìn chằm chằm tống công mại cũng vậy thạch cương cũng thế đều đang suy đoán đối đáp của bọn họ mọi người hoặc kiên kỵ hoặc ngờ vực tất cả đều đang lộ ra ý đồ tâm cơ của mình chỉ có duy nhất ngôn nhị nương mắt phượng dương rưng hai tay nắm chặt chăm chú nhìn bóng dáng tần trọng hải đang nói chuyện với bạn tốt tự xuất trình tới nay ngôn nhị nương tuy chưa từng rời xa trượng phu nhưng khóe mắt trước sau chưa bao giờ rời xa tần trọng hải nửa thước giờ phút này thấy hắn cùng cố nhân gặp gỡ không khỏi cảm thấy mừng thầm cho hắn trước đây mỗi khi nhìn thấy tần trọng hải gặp lại bạn cũ trong triều đình nàng trong lòng liền sinh bất an nhưng hiện giờ không hiểu làm sao lại cảm thấy mừng cho hắn ngôn nhị nương tuy chưa từng suy tư tinh tế kỳ thật trong lòng cũng mơ hồ biết được nếu không có nàng Tần Trọng Hải sẽ không hạnh phúc. Trong trại tuy có rất nhiều huynh đệ nhưng thời gian bên nhau ngắn. Nói về đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau, vẫn không thể so sánh được với người bạn thân của triều đình này. Ngôn nhị nương trong lòng yên lặng cầu khẩn, mong Tần Trọng Hải kiếp này đều có thể bình an hỉ nhạc. Dù người này là lão đại hay là trượng phu, nàng đời này đều phải ở bên chăm sóc, vĩnh không tương phụ. Hai người đang nói chuyện, phía sau vang lên tiếng vó ngựa, có một giọng nói trầm vang lên, tần tướng quân biệt lai vô giảng. lời nói của người này mang theo thổ âm tây lương, tần trọng hải không cần quay đầu lại cũng biết ngũ định viễn tới. vừa lúc nãy ngũ định viễn đưa ra lời mời, nhưng tần trọng hải lại không để ý tới, cho đến khi lư vân ra mặt, phản nghịch triều đình mới vừa xuất trận gặp gỡ. chỉ là ngũ định viễn thân chịu phó thác của liễu ngang thiên và dương túc quan cho nên dù Tần Trọng Hải có đề phòng hắn hay không thì cũng phải tới nói vài câu. Nhìn thấy Ngũ Định Viễn xoay người xuống ngựa, đi về phía mình, Tần Trọng Hải và Ngũ Định Viễn tuy không phải quá thân thiết, nhưng cũng coi nhau như bạn cũ, cũng có chút giao tình. Bây giờ mọi người đã ở đây, cũng không thể coi như không có gì. Lập tức đi lên đón, cười nói, ngũ chế sứ khí sắc không tệ. Nhìn lão huynh võ công cao cường, mấy tiếng cười huýt gió khi nãy thật sự lợi hại, lão tần thật không thể so sánh được. Hai người vừa mới huýt gió cười giao thủ, nhưng không thể phân biệt cao thấp. Tần Trọng Hải tất nhiên là nói lời khách sáo, nhưng Ngũ Định Viễn lại lắc đầu nói, tướng quân võ công tiến nhanh, cần gì phải nói lời khiêm tốn. Tính tình của Ngũ Định Viễn khác với Lưu Vân, hành sự từ trước đến nay ổn trọng tự giữ, đặc biệt là vào những thời điểm quan trọng giờ phút này đám đông nhìn chăm chú vạn quân trước mặt nếu không phải việc quan trọng tuyệt không sẽ qua tới trêu chọc phiền toái tần trọng hải biết rõ tính tình của ngũ định viễn đơn giản tự hành phá đề định viễn nóng lòng muốn gặp ta chính là đảm đương thuyết khách của dương lang trung lời vừa nói ra ngũ định viễn nhất thời khụ một tiếng lư vân liếc mắt một cái hai người không hẹn mà gặp cùng nhau gật đầu ngũ định viễn thở dài tần tướng quân mọi người đều là bạn tốt nhường nhịn nhau một bước hà tất phải tạo thành cảnh sinh tử tần trọng hải thì không nói gì hắn hắc hắc cười gượng liếc nhìn lưu vân rồi chỉ vào hướng mặt trời thiêu đốt nói lưu huynh đệ nếu ngươi cũng tới đối phó lão tử cho dù ngày ngày mặt trời chiếu sáng thân thể lão tử cũng sẽ rất lạnh lưu vân vội nói trọng hải đừng đa tâm theo lời dương lang trung họ không có ý định đối phó với anh hùng sơn trải chỉ là muốn tất cả mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện, để tránh sinh linh đồ thán. Hy vọng huynh tin được hắn, có thể cùng vài vị đầu lĩnh lên núi gặp gỡ. Tần Trọng Hải cười nói, lưu huynh đệ, thiếu lâm tự mấy ngàn hòa thượng, binh mã của chúng ta không thể tiến lên, người muốn ta đi sâu vào hang hồ sao? Lưu Vân bước tới, nắm lấy bàn tay to lớn của Tần Trọng Hải, nhẹ nhàng nói, Trọng Hải, đừng nghĩ như vậy dù trong lòng huynh hận triều đình đến thế nào niệm tình bạn tốt của chúng ta hãy thử bước này xem thế nào được không ngũ định viễn cũng giúp đỡ khuyên bảo đúng vậy tần tướng quân chúng ta đều là bạn tốt có thể giết ít thì giết ít vạn lần đừng để gian thần được lợi tần trọng hải nghe xong lời này nhịn không được chỉ cười mắng mỉa mai nói hay cho hai tên khốn này các ngươi thật thiên vị dương túc quan đã cho các ngươi lợi lộc gì trước kia kinh thành uống rượu phiêu kỹ, lại không cho các ngươi thiếu sở soạn đùi, giờ giúp họ dương đối phó với ta, cũng thật vô vị. Lời nói của Tần Trọng Hải tuy là cười nhưng cũng đi vào trọng tâm. Năm xưa liễu môn bốn người tính tình khác nhau, Lưu Vân thông minh tuyệt đỉnh, ngũ định viễn thần công cái thế, một người là người có ca tính, một người là người trung nghĩa, tuyệt đối không phải là những người tàn nhẫn độc ác, sẽ không xuống tay làm hại chính mình chỉ có duy nhất dương túc quan tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn mạnh mẽ, lại thêm tùy thời thanh thoát, co được giãn được, khi xuống tay giết người, cũng không nhân từ nương tay. Lúc này Tần Trọng Hải muốn giao thủ với triều đình, Dương Túc Quan đã trở thành kình địch số một. Sự lợi hại tuyệt đối không kém giang sung. Thanh y tu sĩ ở đằng sau trận luôn chú ý đến cuộc trò chuyện giữa ba người. Ngay khi nghe thấy Lưu Vân và Ngũ Định Viễn chuyển nói về triều đình, liền biết xin tần trọng hải tha thứ, để tránh chủ tướng phải một mình gánh chịu nỗi đau lòng ân tình. Ông bước vào, cúi đầu nói, Lư Chi Châu, ngũ chế sử đã lâu không gặp, nhị vị anh hùng thiếu niên, anh Tuấn như xưa. Lư Vân thấy vị trưởng môn này đã đến, lập tức bừng tỉnh chuyện cũ, vội vàng cúi đầu nói, vãn bối bái kiến thanh y trưởng môn. Thanh y tú sĩ thấy hắn vẫn dùng cách xưng hô trước kia, liền chắp tay cười, lắc đầu nói, Lư Chi Châu, tại hạ hiện là hữu quân sư của nộ thương Sơn, vì thanh danh của cửu hoa Sơn, Chi Châu vạn không thể lại xưng ta là trưởng môn. Lư Vân nghe xong lời này, nhịn không được thở dài, gật đầu liền nói, đường tiên sinh. Thanh y tú sĩ không đi để ý đến hắn, bước đến trước mặt ngũ định viễn, mỉm cười với hắn. Ngũ định viễn nhìn thấy thanh y tú sĩ đi tới, trong lòng có cảm giác thân thiết, nếu tính ở diễm đình, thanh y tu sĩ coi như là nhạc phụ, mặc dù ngũ định viễn là lão trầm lõi đời, lúc này vẫn thấy kích động, lập tức hạ bái nói, định viễn bái kiến trưởng môn nhân. Đồ ăn củ cải, mỗi người mỗi sở thích, tần trọng hải đối với ngũ định viễn thái độ không đậm không nhạt, nhưng thanh y tu sĩ lại có niềm yêu thích đặc biệt với ngũ định viễn. Ông mỉm cười, bước tới đỡ hắn đứng dậy, ấm áp nói, ngũ chế sứ, người đã tìm được diễm đình ngũ định viễn giật mình, ngẩng đầu lên, run giọng nói, ngài. Ngài sao lại biết? Thanh y tú sĩ liệu sự như thần, nhìn vẻ mặt của hắn thì mỉm cười không nói gì. Ông biết rõ ngũ định viễn yêu đồ nhi của mình, nếu như hắn còn đang chạy khắp nơi tìm người, lúc này nhìn thấy mình chắc chắn sẽ có vẻ sốt ruột, nhưng nhìn ánh mắt hắn nhìn lại có phần thân thiết hơn là sợ hãi, nghĩ đến 8-9 phần 10, định đã tìm được người rồi lập tức mở miệng thử quả khiến ngũ định viễn thán phục thanh y tú sĩ hỏi ngươi sắp xếp cho nó ở kinh thành ngũ định viễn nghe được ý phó thác của ông không khỏi thở dài thấp giọng nói trưởng môn lão nhân ngài không trở về cửu hoa sơn sao thanh y tú sĩ lắc đầu nói địch ta rõ ràng ta nếu trở về nó sẽ khiến ngọn núi ngược lại sẽ làm hại cửu hoa sơn trở nên mai một liệu sau này có khôi phục được cửu hoa sơn hay không, phải chờ xem ở đứa nhỏ diễm đình này. Ông liếc nhìn ngũ định viễn, ánh mắt pha thấy thâm ý. Lúc này ngũ định viễn đột nhiên thấy được cố nhân, Lưu Vân ngao du thiên hạ, chẳng lẽ không có bạn cũ. Trong khi mọi người đang nói chuyện, bỗng nghe tiếng vó ngựa vang, trong trận một người cưỡi ngựa đi tới, nghe hắn ngâm nói, ẩm thực thiếu tuyển, bạch thủy há có thể đội nhật. Lưu Vân Chính đang cùng Tần Trọng Hải nói chuyện, nghe được hai câu này, trong lòng nhất thời chấn động, quay đầu lại nhìn thấy một nam tử cao lớn ngồi trên lưng ngựa, xem hắn khí độ ung dung, trên tay đeo một chiếc nhẫn ngọc, không phải là Lục Gia thì là ai. Lục Cô chiêm nhìn Lưu Vân, gật đầu cười, sao vậy? Mấy năm không gặp, không thể đáp ra vế giới sao? Lưu Vân không nói gì, thoáng chốc quỳ xuống đất, hét lên, Lục Gia ẩm thực khiếm tuyền, bạch thủy khởi năng độ nhật. Ma thạch ma phấn, phân mễ thứ khả sung cơ. Thiếu tiền ăn uống, nước trắng sao thể qua ngày. Mài đá ra bột, chia, gạo, phần nhiều đỡ đói. Chính câu đối này đã bắt đầu cuộc đời của Lưu Vân, khiến hắn cùng binh bộ thượng thư kết hạ gắn bó keo sơn, đồng thời cũng đưa hắn tư sinh nghèo khổ bước vào giang hồ. Vị giang đông phàm ảnh này đúng là quý nhân đầu tiên của cuộc đời Lưu Vân. Lục cô chiêm xoay người xuống ngựa, đỡ Lư Vân đứng dậy, cười nói, đứng lên đi. Người thân là mệnh quan triều đình, có thể nào quỳ lại đạo phì? Đừng để lục gia phải gặp phiền toái vì ngươi. Lư Vân nghĩ lại quãng đời của mình, trong lòng vô cùng cảm động. Năm đó Giang Nam chịu đủ cực khổ, hắn dựa vào lục gia đánh thức người trong mộng, cuối cùng truyền lại võ công của chính mình, sau lại lưu lạc kinh thành, tây vực huyết chiến, không biết bao nhiêu lần dựa vô song lên quyền cứu mạng, hắn trong lòng thương cảm, lại là thật lâu sau không nói nên lời. Quyền 13 chương 5 nộ thương sơn hưng binh tuyết hận, hồi năm. Tần Trọng Hải cười nói, bà nội nó, người sao lại quen biết lục gia? Lư Vân thở dài, bày ra tư thế, vô song liên quyền, nói, nếu không có lục gia chỉ bảo, ta đến nay vẫn là cái tay thư sinh chói gà không chặt lần này thụ nghệ ân tình, cả đời hưởng thụ bất tận. Tiếng chưa tắt, bỗng phía sau một quái hán chạy tới, cười nói, con mẹ nó vì thiên địa lập tâm. Còn nhận ra lão tử ta hay không? Lư Vân hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại, đúng là thường tuyết hận tới, bên cạnh hắn là một nam tử trẻ tuổi, giải thao. Hai người này cũng quen biết Lư Vân, thường tuyết hận là bạn tù tỉnh Sơn Đông, nhìn thấy lục cô chiêm suốt trận gặp gỡ, tự cũng vội vàng lại đây gặp mặt. Thường tuyết hận cười nói, trạng nguyên. Người thật đắc ý, tìm được nhan như ngọc rồi sao? Giải thao thấy Lưu Vân cảm thấy kinh ngạc, chắp tay liền nói, Lưu Huynh, năm ấy ngươi đỗ trạng nguyên, lục ra nghe xong rất vui mừng, mọi người ở sơn trại còn ăn mừng cho ngươi. Năm đó Lưu Vân nghèo túng thất bại, chịu đựng sự sỉ nhục và đánh đập của những người giàu có, lục cô chiêm biết được chuyện này, đã đến thăm hắn. Thứ nhất là do duyên phận, thứ hai cũng là kinh ngạc trước tài học của thư sinh xa sút này, từng dạy võ nghệ cho Lưu Vân, được coi là một nửa sư phụ của Lưu Vân. Lưu Vân không ngờ rằng Lục Gia luôn nhớ đến mình, chưa bao giờ quên. Nghĩ đến sự cao thượng, trong lòng lại thấy kích động. Lục cô chiêm sờ đầu hắn cười nói, nhân sinh bất tương kiến, khó được lần này hào hứng, có duyên gặp lại, đó là trên chiến trường, người ta cũng nhất định phải uống một chén. Tần trọng hải hòa cùng thường tuyết hận đều là tiểu quỷ, nghe nói muốn uống rượu, lập tức vui vẻ. Tần trọng hải cười nói, phải nên như thế. Người đâu, bưng bát rượu lên. Chúng quân tốt mang sang vò rượu bát to, rót đến đầy, nhất nhất đưa đến trước mặt mọi người. Tần trọng hải nhận lấy trước, ngửa mặt lên trời cười lớn nói, túy ngọa xa trường quân mạc cười, xưa nay chinh chiến mấy ai về, chư vị bằng hữu chết cũng được, sống cũng thế, chúng ta làm ngay đi. Miệng to uống cạn, thần thái cực hào sảng. Thường tuyết hận khá là kinh ngạc nói, người thật tiến bộ, đã có thể ngâm thơ rồi à. Tần Trọng Hải cầm lấy bát rượu đưa cho hắn, cười nói, thử hỏi tiệm rượu nơi nào đi, mục đồng chỉ hướng hạnh hoa thôn, thường huynh đệ muốn phiêu kỹ sao. Bộ dáng này phóng đãng không kềm chế được, bất cần đời, phảng phất đó là Tần Trọng Hải khi còn ở Kinh Thành, mọi người nhìn thấy không khỏi bật cười. Lục cô chiêm tự mình rót hai bát đưa cho Lưu Vân, cầm rượu cười nói, Lưu Huynh Đệ, hôm nay cho dù địch ta rõ ràng, nhưng người ta đều là người hào hiệp lỗi lạc, tuyệt không kiêng kỵ thế gian lời ra tiếng vào. Khó có dịp gặp gỡ, chúng ta hãy uống một chén. Lưu Vân cầm lấy bát rượu, trong lòng càng thấy thương cảm, thầm nghĩ, năm đó lục gia không ngại vất vả, ban đêm truyền thụ võ công, thật sự bản thân nợ ông ấy quá nhiều. Nhưng triều đình muốn cùng bọn họ giao chiến, nếu họ có thể làm gì? Ta nên làm thế nào cho phải? Nghĩ tới đây, cổ họng như nghẹn lại, bát rượu kia khó có thể nuốt trôi. Lục cô chiêm nhìn thấy Lưu Vân khoan dung sầu muộn, lập tức an ủi nói, chúng ta cường đạo thổ phỉ đều có cách sống của mình ngươi sau khi trở về ngươi phải tự chăm sóc bản thân nhiều hơn hiểu không lư vân không gật đầu cũng không lắc đầu chỉ nâng bát rượu lên uống cạn lục cô chiêm vỗ vai hắn an ủi sau đó ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch ngũ định viễn trong mắt nhìn thấy tình cảnh của mọi người trong lòng lại cảm thấy yêu phiền giờ phút này bạn cũ đang uống rượu trò chuyện vui vẻ ai cũng có giao tình đều không phải là người tuyệt tình loạn thế có thể có phân chân tình này, thực sự không dễ. Chỉ là Lưu Vân trước mặt mọi người cùng phản nghịch uống rượu, không biết làm sao tránh khỏi bị nghi ngờ, sau này muốn ăn nhân sâm thì sẽ phải xử lý thế nào. Ngũ định viễn đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười to, một lão giả cầm thiết kiếm bước tới, ông bưng một bát rượu lên, nói với ngũ định viễn, hảo lão đệ, chúng ta hiếm khi gặp nhau, làm sao mặt ủ mày ê thế ngũ định viên không cần ngẩng đầu cũng biết người trước mặt nhất định là lý thiết sam năm xưa hắn lưu vong thiên nhai đã nhận được ân tình cứu mạng của người này hắn thở dài khom người nói lý trang chủ trong lời nói sầu khổ nhiều hơn vui mừng thẳng tựa buồn bã mất mát lý thiết sam vỗ vai hắn cười nói hai ta uống rượu đi thừa dịp ngươi còn dùng hai chân đi đường chờ ngươi chỉ có thể bỏ bằng bốn chân muốn gặp ngươi cũng khó trong lời nói có chút mỉa mai. Ngũ định viễn vẻ mặt xấu hổ, không biết trả lời thế nào, trong lúc đang buồn chán đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau lại vang lên, người này tới thật nhanh, nhẹ nhàng đi qua, đã cách hắn ba thước, ngũ định viễn quay người lại, trước mắt người nọ đầy mặt phong xương, khẳng khái lỗi lạc, tử sắc nam nhân, đúng là xả hạc song hành hách chấn tương. Ngũ định viễn khụ một tiếng, nói, hách giáo đầu hách chấn tương thấy hắn đầy mặt buồn khổ, vừa chấp tay, nhàn nhạt, nhạt nói: trước đây ngươi làm việc cho liễu ngang thiên, ta cống hiến vì cầm y vệ. hôm nay ngươi là tiên phong của triều đình, tại hạ lại biến thành dũng tướng nộ thương. dù đi đến đâu, chúng ta cũng luôn bất hòa. hắn cười tự diễu, đưa rượu lên lại nói: hai ta không duyên không quan trọng, làm người chỉ cần sung sướng liền thành. nào, họ hách kính ngươi một chén ngũ định viễn quay mặt đi khóe miệng cười khổ tần trọng hải là bạn cũ của hắn thanh y tú sĩ là ân sư của người trong lòng còn lý thiết sam là ân nhân của hắn ngay cả hách chấn tương trước mặt cũng được coi là có quen biết trận này muốn đánh tiếp thế nào đây hắn thở dài nhìn thấy lý thiết sam và hách chấn tương đang uống rượu của mình hắn đáp lại bằng hai bát nhìn thấy tần trọng hải cùng lưu vân nói chuyện hắn bưng hai bát rượu đi tới trước mặt nói Tần tướng quân, chúng ta còn chưa uống một chén, bát rượu này coi như kính huynh." Tần Trọng Hải cầm lấy rượu, nhìn thấy thần sắc buồn bực của Ngũ Định Viễn, cười nói: "Định Viễn đừng vội uống, chúng ta mới nói chuyện nghiêm túc được nửa đường, nếu bây giờ ngươi có chuyện gì muốn nói thì cứ thoải mái nói đi, cố nhân cố gắng hết sức để ngươi có thể quay về báo cáo công việc." Ngũ Định Viễn tự biết tài ăn nói không tốt, Tần Trọng Hải lại là một người thập phần lợi hại, nên liếc nhìn Lưu Vân. Lưu Vân vội vàng tiến lên nói, Dương Lang Trung có ý, muốn niệm tình cũ, thỉnh tướng quân mau lên núi. Việc này mới vừa rồi liền đề qua, Tần Trọng Hải giả vờ ngáp, xua tay khống chế lời nói của Lưu Vân. Hắn chỉ về nơi xa đại quân triều đình, nói, Lưu huynh đệ, ngũ chế sứ, nơi này tam vạn huynh đệ, mạng sống của họ đặt trên vai tần mỗ, hai vị muốn ta lên núi không khó muốn ta lui quân cũng không khó. Nhưng ta phải hỏi một chuyện, hai vị. Hắn quay đầu ngóng nhìn ngũ lư hai người, ngữ khí trở nên lạnh băng, có dám đảm bảo tính mạng an nguy của huynh đệ Sơn trại ta không? Thiếu lâm tự ngọa hổ tàng long, 18 năm trước từng xuất quân vây giết huynh đệ Sơn trại càng bức cho tần bá tiên tự sát ở thần quỷ đình, lần này mời hào kiệt nộ thương Sơn tới đây, tuyệt đối không đơn giản như uống trà ngắm cảnh hôm nay nếu không cẩn thận, không chừng sẽ máu chảy thành sông, sơn trại sẽ bị hủy diệt tại đây. Nếu là chuyện khác thì cũng thôi đi, chuyện này quan trọng như vậy, không thể giải quyết được bằng giao tình, cũng bởi vậy Tần Trọng Hải mới đưa ra câu hỏi này. Lưu Vân vốn là tham mưu của Tần Trọng Hải, hiện lại bày mưu lập kế cho triều đình, xấu hổ đến mức không nhịn được quay đi, khó có thể trả lời. Ngũ định viễn thở dài một tiếng, thản nhiên nói, Trọng Hải, muốn đảm bảo cái gì cũng đều sẽ trở thành lừa gạt. Hắn cúi đầu, nói, chỉ là trọng hải. Nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên, hà tất một hai phải đi đến bước đường đó. Dương Lang Trung đang nghĩ gì, ta không rõ, ít nhất, ít nhất hầu ra không muốn đánh giết với ngươi. Tần Trọng Hải nghe hắn nhắc đến Liễu Ngang Thiên, lông mày đột nhiên nhướng lên, nghiêm nghị nói, hầu ra như thế nào? Ngũ định viễn cầm bát rượu lên, nheo mắt thở dài, trước khi rời đi, ta đã gặp mặt ông ấy, ông chính miệng phân phó, muốn cùng ngươi thoái ẩn. Sau đó hắn tự uống bát rượu, chĩa miệng bát xuống đất ra hiệu cho Tần Trọng Hải uống. Tần Trọng Hải hắc hắc cười gượng nói, hầu ra muốn ta thoái ẩn. Ngũ định viễn không tỏ ý kiến, chỉ hơi cười khổ. Tiếng gió giả dích, núi xa xa trải dài hàng dặm qua đồng bằng. Tần Trọng Hải bưng tay cầm bát rượu, ngưng mắt nhìn ngọn núi hùng vĩ phía xa, nhớ tới thù nhà quốc hận, chuyện cũ chịu khổ rời kinh, nhất thời tâm hòa đốt cháy, giơ tay lên đổ úp rượu xuống mặt đất. Lưu Vân chấn động, trong mắt ngũ định viễn hiện lên một tia kinh ngạc, thanh y tú sĩ có ý xin lượng thứ, đưa tay chỉ về phía xa, ngũ định viễn nhìn về phía trận địa bên mình, đột nhiên bừng tỉnh, chỉ thấy an đạo kinh đã chỉ chỉ trò trò, người này gian hoạt xảo trá, tất sẽ đem việc hôm nay lan truyền ra ngoài, thêm mắm thêm muối, chỉ sợ chính mình và Lưu Vân đều sẽ gặp rắc rối. Ngũ định viễn thở dài, tần tướng quân, rốt cuộc ngươi có bằng lòng lên núi không? Tần trọng hải cười lớn, cất cao giọng nói, việc này không cần hỏi ta. Ngũ định viễn sừng sốt, hắn còn chưa kịp nói gì, tần trọng hải đã trở lại ngựa, giơ tay lên hô, chư vị huynh đệ, chúng ta lần này tới thiếu lâm là để làm gì? nghe xong câu hỏi anh hùng nộ thương đồng thanh hét lên ta chờ chuyến đi này chỉ để giải cứu quân sư tiềm long trở về núi tần trọng hải rút cương đao hưng phấn nói đúng là như thế chúng ta lát nữa sẽ đánh lên thiếu thất chưa quân có sợ hãi không tam vạn đại quân nghe được lời này đều giơ kiếm gầm lên không sợ không sợ lần này lên núi một vì giải cứu tiềm long hai vì dương oai thiên hạ uy danh của thiếu lâm đã lớn, anh hùng nộ thương sơn cũng không thể yếu thế, vì tình nghĩa sâu xa giữa tiềm long và sơn trại, có ngàn vạn khó khăn cũng không thể quay đầu. Tần Trọng Hải vung tay hô to, tam vạn quân mã lên tiếng điên cuồng gào thét, người gầm ngựa hí, đám người cổ lực hãn đánh chống trợ trận, người triều đình đều sừng sốt, sắc mặt tái nhợt, ngũ lư hai người đều cúi đầu không nói gì. Tần Trọng Hải hét lên, linh âm đại sư. Linh Âm vốn đã để ý thế cục giữa chiến trường, vừa nghe tiếng gọi, liền chạy ra cùng sư đệ, chắp tay nói: "Tướng quân có gì chỉ giáo?" Tần Trọng Hải không xuống ngựa, lạnh lùng nói: "Đại sư nếu muốn anh hùng nộ thương lên núi, cần phải đáp ứng ta một chuyện." Linh Âm chuyến này toàn tâm toàn ý, chỉ hy vọng mình có thể đưa được quần hùng nộ thương lên núi, nếu có thể hóa giải ân oán hai bên, cho dù ông chết ngay tại chỗ cũng không tiếc nuối ông mặt lộ vẻ cầu xin, thấp giọng nói: chỉ cần có thể khiến tướng quân lên núi nghe giảng Phật pháp, muốn lão nạp tự sát tại chỗ hoặc chặt đứt một cánh tay, ta cũng không có câu oán hận. Năm đó linh âm mấy phen khuyên nhủ, khiến hạng thiên thọ dùng thân mình để cứu vô số tính mạng huynh đệ thiên quyền đường. Sau đó bất chấp sự an toàn cá nhân, cùng lý thiết sam đối trọi côn luân, cho dù là ai nắm quyền, linh âm trước sau không thay đổi nhân hiệp ước nguyện ban đầu một lòng giữ gìn chính đạo trong lòng. Trong thời kỳ loạn thế kinh hoàng này, bậc tinh thần anh hùng này khiến lòng người cảm phục. Quần hùng nộ thương nghe xong lời này, bất kể có quen biết ông hay không, trong lòng đều rất cảm động. Tần Trọng Hải mỉm cười nói, nếu người triều đình đều có lòng từ bi như đại sư, thế gian không biết đã ít đi bao nhiêu chuyện giết người vô vị. Linh âm mặt lộ vẻ thương xót, thở dài, tướng quân đừng nói như vậy, Ngài nếu có thể là người đầu tiên từ bi, lão nạp sẽ rất vui mừng. Tần Trọng Hải trên mặt lóe lên một tia lửa, hắn cười lạnh, giờ roi lên chỉ vào quân mã của triều đình, lạnh lùng nói, lệnh cho bọn chúng rút lui 30 dặm. Linh âm sửng sốt, ngơ ngác nói, cái gì? Tần Trọng Hải trầm giọng nói, đại sư, thủ lĩnh sơn trại ta đây nếu liều lĩnh lên núi, ngàn danh hòa thượng quý tự đánh tới, ta chết chắc không thể nghi ngờ nói thật họ tần đã giao tính mạng vào tay thiên tuyệt tăng tần mỗ chết không đáng tiếc nhưng điều gì sẽ xảy ra với những huynh đệ sơn trại ta ở đây quý sơn hãy đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác nếu như tính mạng tăng lữ các người cũng bị chấn áp có một tiếng vang lớn trong đầu linh âm lúc này mới sáng tỏ dụng ý của tần trọng hải lư vân và ngũ định viễn nhìn nhau cả hai đều thở dài tần trọng hải quả thực tính cách kiêu hùng năm đó thay triều đình hộ giá phiên ngoại, chưa từng mất đi một tắc đất, giờ đây vì phản nghịch cống hiến, càng có khí chất lang hổ. Hắn muốn đại quân triều đình thối lui 30 dặm, tương đương với việc đưa thiếu lâm vào vòng vây chiến hòa với nộ thương, lần này dụng ý không khó hiểu, nếu thiếu lâm thiết hạ âm mưu hãm hại, thậm chí không tuân thủ quy củ giang hồ, dùng nhiều ức hiếp ít, mưu hại thủ lĩnh lên núi, quân nộ thương sẽ tiến lên núi. Lấy tam vạn hùng binh đánh chết ngàn danh tăng lữ, cho dù võ công hòa thượng mãn sơn có cao đến mấy, cũng sẽ bị họ tàn sát đến không còn một mảnh. Mọi người đang do dự, chỉ nghe Linh âm cắn răng nói, Linh chân sư đệ, cầm lệnh bài của dương sư đệ, lệnh cho quân triều đình rút lui 30 dặm. Linh chân tuy rằng đần độn, lại cũng không phải kẻ ngốc, hắn thấy quân mã nộ thương hùng tráng, trong lòng sớm đã kiên kỵ. lúc này nghe xong sư huynh phân phó, tất nhiên là chấn động, hoàng nói, sư huynh, Sao có thể làm chuyện này?" Linh âm thấp giọng nói, "Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Vì thiên hạ thương sinh, cho dù chết trong tay người ta cũng là đáng giá." Linh Chân vốn chờ kêu gào, bỗng nhiên nghe Phật đến viếng thăm, trong lòng cũng sinh cảm ứng, hắn mờ mịt nhìn đỉnh núi, ngơ ngẩn thở dài, miệng cũng không có phản bác. Không bao lâu, Linh Chân cầm ấn tín trở về, thực hiện yêu cầu của Tần Trọng Hải đám người tống công mại nghe xong, cũng trợn mắt há hốc mồm. Trung tư văn hiểu rõ binh pháp, biết rõ địch nhân bụng dạ khó lường, tất nhiên cật lực phản đối. Nhưng Linh chân rất bướng bỉnh, nhiều lần khuyên không nghe, tống công mại thở dài, quý bảo tự không thẹn Phật danh, cao thượng yêu vạn vật, thật sự làm người bội phục. Cao thiên uy chuyên đánh rắn dập đầu, nhất thời cười nói, biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ, A-di-đà Phật, chư vị cao tăng nếu chốc lát muốn chạy trốn, không tìm được mật đạo thì hay rồi. Linh chân trên mặt hiện lên lửa giận, lạnh lùng thốt, cao tước ra không cần hả hê khi người gặp họa. Linh âm sư huynh ta cũng vừa mới mời ngươi lên núi xem lễ, ngươi cũng đừng nghĩ giờ có thể quay lưng. Cao thiên uy sắc mặt hơi đổi, vừa rồi linh âm ra mặt mời, mọi người không hề nghi ngờ có hắn, lập tức liền mở miệng đồng ý, nào biết hiện giờ tình thế đột nhiên thay đổi muốn hắn phải tự mình nhảy vào hố lửa. Hắn muốn mở miệng chối cãi, nhưng thấy xung quanh không có người nào đổi ý, ngay cả An Đạo Kinh lúc này cũng gan như chuột, bộ dạng cũng bình thường, nghĩ đến là do Giang Sung phó thác đi tìm hiểu quân tình. Cao Thiên Uy giả vờ bình tĩnh, lập tức hụ một tiếng, lạnh lùng thốt, đi thì đi, dù sao các ngươi có tiềm long làm con tin, phản tặc cũng sẽ có chút kiên kỵ. Linh chân xong việc, quả thấy nhân mã triều đình lùi về phía sau, hai bên nhân mã đã làm ước định, quân mã nộ thương liền muốn xuất trận. Quyết chiến sắp tới, tất cả thủ lĩnh nộ thương đều rất hưng phấn. Lục cô chiêm đi theo tần bá tiên trong trận chiến khốc liệt tại thần quỷ đình năm đó, chịu đựng nhục nhã và gánh nặng suốt 20 năm, cuối cùng cũng có được cơ hội tốt để kiêu ngạo. Hàn Nghị đã phải chịu đựng sự mơ hồ suốt 20 năm, càng có hứng thú với việc trả thù mọi người xoa tay hầm hè đều đang chờ lên núi giữa lúc náo loạn sát kim là người đầu tiên xuống ngựa nghe hắn cười lớn tung sơn thiên tuyệt và quý sơn là người quen cũ của ta quân sư tiềm long của chúng ta càng được khoản đãi nhiều năm ân tình mới cũ trồng chất cuối cùng chúng ta cũng đã khôi phục sơn trải sao có thể không lên núi chiếm lợi ích lý thiết Sam cũng lên tiếng hô ứng đúng vậy huynh đệ sơn trại ta vì nghĩa khí đầu tiên sống chết là chuyện phía sau. Thiếu lâm tuy rằng cao thủ nhiều như mây, nhưng binh lính huynh đệ chúng ta hùng tráng mạnh mẽ, há có thể dễ dàng đối phó được. Hôm nay nếu bọn họ không giao chu quân sư ra, chúng ta sẽ đốt thiếu lâm tự. Tần Trọng Hải càng không nói chuyện, cao giọng liền nói, lư chi châu, ngũ chế xứ. Thỉnh hai vị trở về truyền cáo cao tăng thiếu lâm, anh hùng nộ thương tức khắc bái sơn. Tần Trọng Hải dẫn đầu, theo sau là hữu phượng quân sư, thạch lục hàn lý tứ hổ xuống ngựa, còn lại hách chấn tương, giải thao, thường tuyết hận, ngôn nhị nương, đào thanh cũng bước ra, tổng cộng 11 danh hảo hán bước ra khỏi hàng, đều được linh âm dẫn lên núi. Chuyến này thủ lĩnh ra hết, chỉ còn lại hạng thiên thọ và chỉ quan tọa chấn, trong khi 7 người khác, bao gồm cáp bất nhị, Âu Dương Dũng và năm phiên quân được cử đến hỗ trợ phòng thủ. Hạng thiên thọ võ công cao cường, chỉ quan kiến thức nhạy bén, nếu thiếu Lâm tự có âm mưu, nhất định có thể nhất cử xuất binh lên núi bảy mưu đối phó. Tám người trong triều đình cũng được mời đến xem trận chiến. Tống Công Mại, Cao Thiên Uy, Triệu Nhậm Dũng đều là những người đứng đầu của tứ đại gia tộc. Ngũ Định Viễn, Lư Vân, Tả Tòng Nghĩa, Thạch Bằng, An Đạo Kinh đều là đại diện cho hai bên Giang Liễu hệ, được linh chân dẫn dắt, nối đuôi nhau lên núi các thủ lĩnh của hai bên quân mã đều đã đi hết, các tướng còn lại chấn giữ, tuy triều đình đã rút lui 30 dặm, giờ phút này vẫn không dám thiếu cảnh giác, Trung Tư Văn liền dẫn quân, tự mình đào hào, dựng hàng rào để cắm trải, sợ đối phương thừa cơ đánh lén. Tần Trọng Hải đã muốn xuất trận, Lưu Vân và Ngũ Định Viễn cùng tự cáo rời đi. Lưu Vân đang muốn lên ngựa, đột nhiên nhớ tới một chuyện, thoáng chốc sờ tay vào ngực, lấy ra phong thư đưa cho Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải hơi giật mình, hỏi, đây là thứ gì? Lư Vân thấp giọng nói, đây là một bức thư được một vị lão gia ở Trường Châu giao phó cho ta. Ông có một người con trai ở nội thương Sơn, muốn ta chuyển cho hắn. Thỉnh tướng quân giúp đỡ. Tần Trọng Hải cầm lấy phong thư, thấy trên đó không có ký tên. Thuận tay mở ra thì thấy trong thư có ba chữ chữ, Âu Dương Dũng. Tần Lư hai người thấy, không khỏi cùng nhau kêu lên, mới biết Âu Dương Dũng có quan hệ một nhà với Giang Nam Đúc. Lư Vân thở dài nói, cho dù chiến loạn cách xa nhau, vạn phu chỉ mắng, cũng không bao giờ có thể tách rời người một nhà thân tình quyến luyến. Hai người im lặng nhìn nhau, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, Tần Trọng Hải đột nhiên hỏi, Lư Huynh Đệ, ta mạo muội hỏi ngươi một câu, trận chiến này ngươi mong ai thắng? Lưu Vân thấp giọng nói, chiến này không có thắng bại, vô luận kết quả ra sao, liễu môn đều là người thua không thể nghi ngờ. Hắn vỗ cánh tay Tần Trọng Hải nói, Trọng Hải, lòng bàn tay là thịt, mấu bàn tay cũng là thịt, mong khi huynh động thủ giết người, có thể suy nghĩ sâu xa. Hắn không hề khuyên, nhẹ nhàng nhấc dây cương tự hồi trận. Ánh nắng trói trang nhưng Tần Trọng Hải lòng tràn đầy tiêu điều. Hắn quay đầu lại nhìn những lá cờ lớn đang tung bay, Nộ Thương Sơn Hưng binh Tuyết hận, Tần Trọng Hải vi phụ báo thù, 14 chữ to đỏ như máu, dưới ánh mặt trời nhìn lại càng bắt mắt. Ngọn núi đầy quân mã bạch y bạch giáp, tất cả các thủ lĩnh núi đều tập trung lại, lúc đó hắn quyết tâm chính mình dù phải chết, một mình leo lên châu mẫu lãng ma, trước khi chết từng nhìn thấy cảnh tương bao la hùng vĩ. Nhưng dù có tưởng tượng thế nào đi chăng nữa cũng không ngờ rằng bây giờ mình lại rơi vào tâm trạng như thế này. Tần Trọng Hải trong lòng cảm khái vạn ngàn, hắn cầm phong thư, quay đầu lại liền muốn đi tìm Âu Dương Dũng, vừa bước một hàng liền thấy thiết nghiêu nhi chen ở giữa cáp bất nhị và đào thanh, ba người giống như trước đây, đứng đằng sau ngôn nhị nương. Lúc này ngôn nhị nương đang nói chuyện với đào thanh, nhìn nghiêng lại càng thêm phần xinh đẹp. Tần Trọng Hải ngóng nhìn thật lâu, đột nhiên mỉm cười, gọi chỉ quan tới, nói, lát nữa đưa cho Âu Dương Dũng huynh đệ, đây là thư do người nhà hắn viết gửi tới. Chỉ quan có chút kinh ngạc, đang muốn hỏi chuyện, Tần Trọng Hải đã để cương xuất trận rời đi xa. Phần này đến đây là hết. Nếu yêu thích bộ truyện, mong bạn để lại bình luận hoặc theo dõi các phần tiếp theo. Kênh cũng mong nhận được bình luận của các bạn giới thiệu các bộ truyện hay muốn kênh thuật hiện.